ca ca thắng rồi. Thần đạo hủy diệt, táng hải trầm tình. Kỳ nạ, hắn không nên bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ mình tính sai sót gì rồi sao? Là Ngọc tỷ. Không sao, ta đánh trúng rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mình lại quay về 85 trượng rồi? Tiểu tử kia vẫn đang ở 90 trượng. Tuyệt đối là không. Đông Phương Quỷ, ngươi. Ca ca quả thật đã bị Đông Phương Quỷ đánh trúng rồi, nhưng mà hình như đã thay đổi kỳ tích rồi. Nếu đã như vậy ta cũng yên tâm, ta sẽ tham gia chiến đấu. Hay hay, đúng rồi, Ngọc tỷ ở trên tay của Na Trình. Lão già này lớn tuổi quá rồi, không ngờ quên mất chuyện đó. Na Trình đã sắp đến đích, rất có cơ hội sẽ vượt qua Đông Phương Quỷ. 91 trượng, sắp đến gần rồi. Mình chỉ cần vượt qua Đông Phương Quỷ, bất kỳ khoảng cách nào, có một tước hay một tấc cũng được. Sắp nát rồi. Nguồn gốc của sức mạnh lên. 94 trượng, 95 trượng, 96 trượng. Vượt qua hắn rồi, chính là bây giờ. Đáng ghét. Cho dù như thế nào, phải giết chết tên này, chết đi. Chỉ là một chân thần cấp thấp mà thôi, lại có thể chặn được chiêu thức của ta. Nhưng mà sao có thể? Nhưng mà sao cơ thể của mình lại chìm xuống thế này? Kiếm trường đằng, kiếm thiên nha. May mắn đánh chúng ta một chút, ngươi thật sự cho rằng mình là đối thủ của ta hay sao? Diệt huyết chú kiếm. Huyết kiếm. Trả giá bằng việc đốt cháy máu tươi, đương nhiên sẽ tạo ra uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng cũng không thể nào kéo dài vì tổn thương vô cùng lớn. Mình nên tránh xa một chút thì tốt hơn. Máu này của ngươi bốc cháy hơi mạnh đấy. Yên tâm, ta nhất định là sẽ chém chết ngươi trước khi cạn máu. Đồ hèn, sao lại không đánh trả? Hèn, ta cứ thích hèn đấy thì làm sao? Làm gì được nhau? Giết. Tiếp tục kiên trì như vậy, chặn hết tất cả những liên minh hào môn này. Nửa canh giờ sau. Bỏ cuộc đi, ngươi đã làm đủ nhiều cho Đông Phương gia rồi. Bỏ cuộc đùa sao? Kết quả vốn dĩ không phải như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở điểm nào? Kia là cái gì? Cuối cùng cũng đến rồi. Ý ngươi là sao? Đó là ác ma, đại ác ma ở trong vực sâu. Ta không cần phải bỏ cuộc. Ta chỉ đợi sự hủy diệt mà thôi. Ta, ngươi, tất cả các người đều phải chết. Đây là ác ma, đó là hóa thần cho lỗi sợ hãi của ngươi à? Đúng. Cho nên kể từ khi ta vào vùng đất đạo tranh này, các ngươi chắc chắn là thất bại rồi. Các ngươi chết chắc rồi. Đó là ác ma ở trong vực sâu. Một số ác ma trong ấy có thể sánh bằng thánh nhân. Đông Phương Quỷ thật là quá đáng. Bản thân của ngươi muốn chết thì kệ ngươi, tại sao còn kéo theo bọn ta? Ta không cam tâm trở thành con tốt thí mạng. Đông Phương gia thật là ác độc. Hy sinh cả bọn Đông Phương Quỷ để ngăn chúng ta nhận truyền thừa của vùng đất đạo tranh. Tính toán thế này, lần đạo tranh này còn quan trọng hơn tưởng tượng nữa. Sau khi khắc tên ở trên bia đá xanh kia là sẽ lấy được truyền thừa. Bây giờ mọi người đều đã khắc tên, mà tên của Kaka ở cao nhất. Tại sao lại không thấy dấu hiệu gì hết vậy? Nếu như Kaka đã lấy được tư cách của truyền thừa, chúng ta có thể lập tức sẽ rời khỏi nơi này. Nói cũng đúng, chúng ta rõ ràng đã làm theo những gì ở trên bảng đá đã viết rồi. Nhanh, ác ma đồ ách, giết bọn ta. Ơi, giết bọn ta đi. Ngươi, ta đã từng gặp ngươi, ban đầu ở trong đám săn người của vực ma thâm nguyên. Ngươi là tồn tại yếu nhất, đúng, ngươi đã từng gặp ta, là ta đã sáng tạo ra ngươi.
Ngươi là hóa thân sợ hãi của ta. Một đám sâu kiến mà thôi, sáng tạo ra ta không phải là ngươi. Mạnh thật, thực lực ngang bằng với Á Thánh, thậm chí là Thánh Nhân. Đó là tiểu tử đã chiếm cơ thể của ngươi, đã chiếm cơ thể lôi đình của ta. Tên nhóc thú vị, uy hấp mạnh thật, đến ngay cả không khí xung quanh đều trở nên dính lại như vậy. Bát khúc phi yên, đúng là thân pháp kỳ diệu, có thể vận dụng cách lựa chọn thế đến mức này thú vị. Nếu tiếp tục như vậy thì sẽ rất nguy hiểm, toang rồi, chết chắc rồi. Ta đã bảo nên rời khỏi vùng đất đạo tranh từ sớm rồi mà. Kaka, ta đến giúp huynh. Đông Phương Quỷ đã bị điên rồi, nhân lúc bây giờ mục tiêu đang ở trên người của La Trình, chúng ta nhanh đi thôi. Nếu tiếp tục như vậy, căn bản là không thể nào bảo vệ được huynh muội của Na Gia, hay là chúng ta đi luôn đi. Đúng, đó là một con ác ma thật sự đấy. Các vị, lẽ nào đã quên nhiệm vụ mà Vô Ngấn Đại Sư đã giao cho chúng ta và ý nghĩa của thanh kiếm này rồi sao? Thân là đệ tử của kiếm tộc, ắt hẳn là các vị hiểu hàm nghĩa của kiếm tai kiếp hơn ta. Bao nhiêu kỷ nguyên thần qua đi, chỉ có duy nhất một dạng người trong kiếm tộc ta mang theo kiếm ta kiếp, đó chính là người chết. Hiện giờ La Trinh đã khắc tên mình ở trên bia đá, truyền thừa đang ở trước mắt. Các vị, định mang kiếm ta kiếp trở về như vậy à? Chúng ta không đi. Kiếm Ngao Sư Huynh nói rất đúng, chúng ta cùng nhau ở lại. Đã như vậy, các vị hãy cùng lên với ta. Được. Bố trí Lăng Tiêu kiếm trận, Diệt Hồn công kiếm. Lên lóc nhà. Nguy rồi. Kaka, ta đến rồi. Xin lỗi đại sư ca, vì để cứu Kaka, ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Thứ gì? Làm càn. Đây lẽ nào là oa ảnh trong truyền thuyết à? Lần đầu tên thấy đó, đặc biệt thật. Đúng thế, bây giờ là không đủ khả năng sử dụng oa ảnh. Tháo oa ảnh ra ngoài khỏi nội tâm chẳng khác nào là tìm đường chết. Nếu như nàng ta bị phản vệ thì hậu quả khôn lường. Khí thế mạnh thật. Các tiểu gia hỏa của thần vực này đã mạnh đến mức này rồi sao? Không thể nào. Tay của mình, ngay cả đến một thần cấp cao đều không thể nào chặt đứt được. Hung vật mạnh như vậy, lại chẳng là gì trong mắt của cô ta. Đây sao có thể chứ? Lẽ nào đến ngay cả ác ma cũng không thể nào ngăn cản huynh muội của La Sa hay sao? Người có còn nói cô ta không có tư cách sai khiến nữa hay không? Nhưng mà nhìn có vẻ cũng dùng một cách khá là tự nhiên. Không, đây e rằng đã là giới hạn của cô ta rồi. Tốt lắm, các người thành công chọc tức ta rồi đấy. Bảo vệ Lion, Diệt Hồn công kiếm, giết. Lại lần nữa. Lại một quyền mà có thể phá nát kiếm trận của mình. May mà sức mạnh do 12 người gánh vác, nếu không nhất định là sẽ không thể chịu nổi. Thế mới đúng chứ, đó mới là sức mạnh của ác ma. Không, thật ra ngươi không chỉ có bấy nhiêu sức mạnh. Đi chơi đi. Chính là nhát kiếm đó, trước đây ta đã bị nhát kiếm này làm cho bị thương. Kiếm này e rằng đến ngay cả đại viên mãn đều có thể đánh chết. Rốt cuộc thì huynh muội của Na Gia là quái vật gì vậy? Đó là thần đạo trảm tình. Thần đạo trảm tình xóa mờ linh tính, nhưng uy lực tuyệt đối là không sánh bằng nhát kiếm đó. Tuyệt đối có thể có uy lực như vậy, tuyệt đối không thể có uy lực như vậy. Đó là năng lượng dung hợp của thần đạo, e rằng phải có đến mấy trăm loại thần đạo dung hợp thành một.
hắn đã lĩnh ngộ được mấy trăm loại thần đạo ư? Sao có thể chứ? Ta quả thật là đã từng nghe nói có người nói rằng có thể lĩnh ngộ được nhiều loại thần đạo, nhưng đem trăm loại lĩnh ngộ thì cũng quá là khoa trương rồi, sao hắn có thể làm được chứ? Sư tôn thông hiểu về thuật dung hợp thần đạo, có lẽ lão nhân gia ông ấy đã truyền dạy cho La Trình, nhưng mà không thể ngăn chặn được con ác ma này. Bây giờ ta hy vọng bọn họ có thể sống sót rời khỏi vùng đất đạo tranh này. Ta đúng là ngu xuẩn, vốn dĩ muốn giày vò bọn họ từng chút một, ngược lại khiến bản thân thê thảm như vậy. Đã đến lúc trò chơi này, đã đến lúc trò chơi nhàm chán này kết thúc rồi. Chết! Đừng mà! Cản trở! Ca ca xin lỗi, Yên Nhi không thể bảo vệ ca ca được rồi. Không hay, La Yên bị Hoa Ảnh phản phệ rồi. Lời hứa Thái Sơ, mặc dù thứ này dùng để ngăn đạo ẩn, nhưng sức mạnh của ác ma cũng là tất cả thần đạo, cũng là tất cả của thần vực, có lẽ sẽ có tác dụng. Lại có thứ này sao? Ngăn hắn lại ngay. Đi. Ngươi còn ương ngạnh hơn là cả đám trung tử. Trung tử hồn ở trong vực thảm ma vực nữa, nhưng mà kết cục cuối cùng vẫn là chết ngay tại đây. Yên Nhi, muội không sao chứ? Ca ca đã cố gắng hết sức rồi. Nếu như có thể chết cùng với ca ca. Muội nói linh tinh gì vậy? Nếu như mình chỉ còn lại hai đạo lời hứa Thái Sơ, nhưng không thể nào để cho La Yên sử dụng được, phải làm sao bây giờ? May mà đến kịp. Ai? Các người định làm gì với con của ta? Nữ nhân này cũng từng làm đứt cánh tay của ta. Ta cũng không muốn chọc lại tới cô ta. Sao cô ta lại tới nữa? Ban nãy cô ta nói con trai là chuyện quái gì vậy? Cô ta lại giống hệt như là Na Yên. Chẳng lẽ đúng là mẫu thân của huynh muội Na Gia? Ta vốn tưởng rằng kế hoạch của mình đã đủ điên cuồng rồi, hiện thực lại còn hoang đường hơn ta nghĩ. Tại sao mẫu thân của bọn chúng lại xuất hiện ở nơi này? Không, không phải chứ. Là sư nương đã tới đây rồi. Là cô ấy, nữ tử họ Lê. Đúng, cô ấy là thê tử của La Tiêu. Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đạo tranh chi đạo? Ta biết rồi, e là hóa thân. Hẳn đây là hóa thân nỗi sợ của một ai đó. Chỉ có cách giải thích như vậy. Nhưng cô ấy đã không xuất hiện ở thần vực vô số thần quỷ nguyên rồi. Bọn tiểu bối này không thể nào có chuyện từng gặp cô ấy. Tại sao cô ấy lại trở thành hóa thân nỗi sợ hãi của người khác? Việc này thì không biết, hắn là một sự trùng hợp nào đó nên mới trở thành nỗi sợ của người khác. Thiên ý, đây đúng là thiên ý an bài. Ta nhớ ra rồi, ban đầu khi ở thiết gia dưới đất, vì Nê Ba mà giết chết quái vật, từ trong đôi mắt đó đúng lúc nhìn thấy cái đầu của người phụ nữ này. Bởi vì giống hệt như Na Yên nên dáng vẻ đó cũng in sâu trong tâm trí của ta. Sao cô ta lại biến thành hóa thân nỗi sợ của ta? Hơn nữa còn nói mình là mẫu thân của ta. Người đúng là mẫu thân của ta sao? Phải. Chậm đã, ta chưa từng gặp mẫu thân, rất khó phán đoán lời này, lời người này nói là thật hay giả. Ta biết con nghi ngờ lời của ta nói, nhưng bây giờ Yên Nhi đang bị Hoa Ảnh phản phệ. Một khi đánh mất tâm trí thì có thể vạn kiếp bất phục. Ta có thể cứu con bé. Hoa Ảnh, ý bà ấy nói là hư ảnh màu tím kia, quả thực có thể cảm nhận được. Khí thế linh hồn của La Yên đang dần dần yếu đi. Không sai. Giao cho ta đi. Nhưng tên kia vẫn còn. Cũng đúng, chính là vì ngươi, Yên Nhi mới sử dụng Hoa Ảnh nhỉ. Vậy thì nữ nhân ngươi. Không. Tên này không có uy hiếp gì. Đi theo hắn đi. Dù sao sau khi đạo tranh kết thúc, chúng ta đều sẽ biến mất khỏi nơi này. Thật là đáng sợ. Đặt con bé xuống đi. Được. Bà ta tiện tay đã có thể tiêu diệt ác ma đó. Nếu muốn làm gì bất lợi với bọn ta, việc gì phải phiền phức như vậy. Cứ tạm tin bà ta trước, cứu Yên Nhi quan trọng hơn.
Cô ta thế nà, đang vỗ về linh hồn của Yên Nhi. Xem ra bà ta đúng là mẹ của ta. Lúc trước đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Được rồi, ta có thể ôm con được không? Được. Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi. Ta cho rằng con phải tiếp tục chờ nữa. Tại sao bà đã rất lâu rồi? Ta và Yên Nhi mới. Ở rất lâu về trước, các con đã được an trí trong đại diễn tri vũ. Chỉ là cha con sắp xếp cho các con trưởng thành ở diễn kỷ này mà thôi. Bây giờ xem ra, sắp xếp của cha con chưa chắc đã là chính xác. Mà nà, Trinh Nhi con quá may mắn. Nếu ta không thể nào trở thành hóa thân nỗi sợ của con xuất hiện ở đạo tranh chi địa này, thì hôm nay sợ rằng không tránh khỏi kiếp nạn này. Ta không muốn quên việc này đã xảy ra ở nơi này. Ký ức trong này con bảo tồn giúp ta. Lần sau gặp lại thì trả lại cho ta. Được. Lần trước ta bị Thi Tiểu Xảo bắn trúng một cánh hoa. Lại này lại trúng thêm một nén, lại trúng thêm một kén sáng. Cảm giác thật là kỳ diệu khó tả. Nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy bà ấy, nội tâm của ta chợt có một cảm giác bình yên. Có lẽ chính là cảm giác của người nhà. Đi đi, ta dẫn con đi khởi động truyền thừa của Viên Lão. Na Trình, Na Hiền, hai người không sao chứ? Không sao, có bà ấy ở đây mà. Đó là mẹ của ta. Mẹ, nhưng lại là hóa thân nỗi sợ hãi của người. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Có một thời gian bà ấy trở thành thứ mà ta sợ hãi. Lúc đó ta vẫn chưa biết bà ấy là mẹ ta. Thế nên mới. Hóa ra là vậy, thế thì tốt. Chúc mừng người, xem ra có thể nhận được đạo tranh truyền thừa rồi. Ta cũng. Các người làm sao rồi? Sắc mặt trông có vẻ tệ vậy. Tai kiếp kiếm ở trong tay các người là do vận chiều hóa thành. Hơn nữa là ách vận chi chiều. Sau khi những ánh đỏ kia tản đi, các người sẽ gánh nhận lấy tam tai tam nạn kiếp. Nhưng tuyệt đại đa số mọi người đều không thể nào vượt qua đệ nhất điện, đệ nhất diệt. Cho dù vượt qua đệ nhất tai, sau đó còn có đệ nhị tai, đệ tam tai, hơn nữa còn có ba nạn, tất chết không thể nghi ngờ. Cái gì? Trước khi sử dụng kiếm tai, bọn ta đã biết trước hậu quả. Đây chính là số mệnh của bọn ta, e rằng không thể nào thay đổi được. Ta nhớ, kiếm tai kiếp này được tạo ra bởi một thiên tài ở trong kiếm tộc các ngươi. Trên thực tế, nó là một thanh kiếm vận hạn, được biến đổi ra từ chân lý kiếm vân vĩnh hằng. Vân hạn này tuy khó giải nhưng có thể dịch chuyển đi. Ta có thể chuyển rời tam tai tam kiếp này sang cho người khác. Chuyển rời, có nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội sống sót. Không thể nào. Vô Ngấn đại nhân cũng không làm gì được. Hơn nữa, chuyển hết lên người nào? Không phải là có người lựa chọn thích hợp rồi sao? Đông Phương Quỷ. Có kẻ khác người cần đâm thanh kiếm này vào cơ thể của hắn, nhưng không giết được hắn, như vậy mới có thể dịch chuyển kiếm tài. Các người muốn làm gì? Yên tâm, kiếm pháp của bọn ta rất là cao siêu, nhất định là sẽ không đâm chết người. Nghiệp thiên tai, kiếp lạn địa, lưu truyền ngược lại. Luồng khí thế này, ban đầu khi đối diện, mình cũng đã từng cảm nhận qua được. Ta cũng đã từng tin vào khí vận, nhưng sau đó mới biết cái gọi là khí vận của vũ trụ đại diễn này là do sự sắp xếp của phụ thần. Cái gọi là vận hạn cũng chỉ là một loại năng lực đặc biệt, đúng chứ? Hoặc là nói tam tai nạn này cũng chỉ là sự phản phệ của kiếm tai kiếp. Không phải, đây là sự trừng phạt mà số mệnh giáng xuống. Số mệnh tồn tại thật sao? Đương nhiên là có tồn tại. Đây là một loại quyền hạn ở trong thần vực. Nếu như trả đủ thần vũ thệ, thì con cũng có thể thay đổi vận mệnh của mình trên bảng đá thống ngự. Đây không phải là việc quá khó, nhưng... Kiếm tai do chân lý kiếm vẫn vĩnh hằng tạo thành, thì cấp độ của số mệnh cần thay đổi sẽ cao hơn. Do đó, các thánh nhân ở trong thần vực chẳng thể nào làm gì được. Cho nên họ mới cho rằng không thể giải trừ. Cấp độ cao hơn, mẹ. Đang nói đến sinh linh bậc cao hay sao? Có thể nói như vậy. Chẳng qua những thanh kiếm tai kiếp này vẫn chưa hoàn chỉnh,
Nếu như đây là kiếm vận hạn do cường giả bí ngạn cảnh phóng ra, thì muốn chuyển rời nó sẽ không hề đơn giản. Thì ra là như vậy. Chẳng qua truyền thừa chân lý cổ đạo đến từ những sinh linh vượt cấp, kiếm tộc có tài năng xuất chúng, lĩnh hội được cũng không trọn vẹn. Và thanh kiếm tai kiếp này chắc chắn là sẽ không quá khó phá giải. Nếu như mẹ làm được, vậy có nghĩa là mẹ đến từ ngoài thần vực. Hay nói nên, bà cũng có sức mạnh của bỉ ngạn cảnh. Nếu như sở hữu sức mạnh như vậy, thì tại sao bà lại trốn trong thế giới dưới lòng đất? Các người có thể rút kiếm ra rồi. Tốt quá, trên người đã hoàn toàn thoải mái rất nhiều rồi. Vô cùng cảm ơn. Bây giờ chúng ta đi thôi. Ta đưa con đi lấy truyền thừa. Cứ bỏ qua cho ta như thế này sao? Hình như kia là tà vật. Đừng quan tâm đến hắn. Đây là do hắn tự chuốc lấy mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi phía sau để đảm bảo La Trinh có thể lấy được truyền thừa. Mẹ, con vẫn chưa biết tên của mẹ. Ta họ Lê, thực ra Lê không phải là một họ. Trinh Nhi đã từng nghe nói đến Lê dân bách tính hay chưa? Đương nhiên là con từng nghe rồi. Thực ra Lê dân ở đây là được lan truyền từ lâu rồi, trở thành một tên gọi chung. Lê dân là nói về một chủng tộc ở trong đại thế giới rộng lớn, ở bên ngoài thần tộc. Mà ta là thành viên ở trong Lê dân. Tên thật của mẹ tên là Lạc Thủy. Lạc Thủy? Hình như trong thần vực có một con sông tên là Lạc Thủy. Bởi vì con sông đó được đặt theo tên của mẹ. Nhưng mà nếu như mẹ đã mạnh như thế, tại sao lại trốn ở dưới lòng đất giống như là Phan M.U vậy? Đương nhiên là để tránh một số người. Đông Phương Thần Quân tạm thời tính là nửa người. Còn những thánh nhân kia vẫn chưa đến mức. Trong mắt của mẹ chỉ có hai người thực sự là thiên tài. Một người là cha con, người còn lại là Đông Phương Thần Quân. Cả hai đều có thể bước vào bỉ ngạn cảnh dựa vào năng lực của bản thân. Những thánh nhân của liên minh các gia tộc quyền thế hay sao, Đông Phương Thần Quân? Lúc đó Đông Phương Thần Quân hắn đã qua biển chân lý rồi, nếu như mẹ đoán không lầm. Hiện giờ có lẽ ông ta đã bước vào nửa bước ở bỉ ngạn cảnh. Thì ra là như vậy. Tiếc là hồi đó cha của con quá bốc đồng, tài năng của ông ấy hơn hẳn Đông Phương Thần Quân. Nếu không phải đã ngã xuống, thì có lẽ bây giờ ông ấy đã đạt đến bỉ ngạn cảnh. Trách nhiệm này quá là nặng nề. Cha mẹ gặp nạn, thân là con trai. Mà nếu như gánh nặng này cũng không chịu nổi, Thì Na Trinh con sao có thể có mặt mũi ở đời, đứng ở đời được. Trách nhiệm này quá nặng nề. Là người làm mẹ đây không đúng. Trinh Nhi đã trưởng thành thật rồi. Chuyện gì thế? Mẹ, Trinh Nhi vẫn có một điều nữa không rõ. Chuyện gì thế? Ban đầu con gặp mẹ là thông qua con mắt của một con quái vật. Ngày đó con tiến vào trong lòng đất của Thiết Gia, có phát hiện ra một con quái vật giống như là bùn đầy. Con đoán thứ đó có liên quan đến mẹ, đó là gì thế? Đó không phải là bùn, mà là một linh ô. Tại sao con lại hỏi điều này? Thì ra nói được gọi là linh ô. Tu vi của Trinh Nhi đã dừng lại ở chân thần cấp thấp. Lúc đó, con ngưng kết ra thần cách chính là dựa vào thứ đó. Nhưng hiện tại, con không thể nào nâng cao tu vi. Cho nên con không biết có phải vấn đề nằm ở đây không. Con dựa vào linh ô để ngưng kết ra thần cách ở. Đó là bí thuật hỗn độn mà sư tôn đã ban tặng cho con. Cho nên thế giới ở bên trong cơ thể con không giống với người khác. Bí thuật hỗn độn. Bọn họ thật sự là dám. Bí thuật hỗn độn thì sao vậy mẹ? Chỉ là mẹ thấy ngạc nhiên thôi. Hơn nữa, con đã mở ra thế giới trong cơ thể thu nạp linh ô, còn thành công ngưng kết ra thần cách. Thế giới trong cơ thể của con đã hóa ra bao nhiêu chữ phạn? 1080 chữ phạn màu vàng. 1080. Cố Bắc điên cuồng đến mức dám ra bí thuật hỗn độn cho con. Con có dám? Con cũng dám tu luyện. Hơn nữa còn tu thành. Tu luyện cái này quả thực là rất đau đớn, mà cuối cùng cũng có thể luyện thành. Trên thực tế, bí thuật hỗn độn là do Cố Bắc tạo ra, là một cách khai thiên lập địa khác. Không ngờ lại thực sự thành công. Hơn nữa, thứ quân ngưng kết ra là thiên phạn vực. Nghĩa nào, ngay cả điều này mà phu quân cũng tính ra rồi sao? Bọn họ đi bậy đi bạ mà lại đúng đường. Thiên phạn vực là cái gì? Vốn dĩ, chẳng còn bất kỳ một tia hy vọng nào cả.
Có lẽ đây là một bước ngoặt. Mẹ, mẹ nói đưa con đi tiếp nhận truyền thừa của vùng đất đạo tranh. Vùng đất đạo tranh này rốt cuộc là như thế nào? Trinh Nhi biết thần vực này là gì rồi nhỉ? Thuyền ạ. Chiếc thuyền này đang không ngừng rơi. Phải không ạ? Xem ra đã có người nói với con rồi. Không sai, thần vực cũng là một chiếc thuyền. Thần vực vốn là thứ kéo dài hy vọng của Lê Dân. Là một chiếc thuyền dùng để chạy lạn. Lê Dân hy vọng. Bộ tộc Lê Dân cổ ta cũng là gia tộc lớn nhất ở trong thế giới mẹ từ thời thượng cổ. Chúng ta 100.000 si vu vệ, 9 bộ tộc lớn đủ để tung hoành khắp thế giới mẹ. Cuối cùng lại thua dưới tay của đế Hồng Thị. Vô số người bị tàn sát. Khi ta hiểu chuyện, bộ tộc đã bị suy tàn. Trong lúc nguy cấp, chúng ta đã tạo ra thần vực và trôi vào hỗn độn. Hỗn độn vô tận nhằm kéo dài huyết thống Lê Dân. Ban đầu, Lê Dân ở trong thần vực không ít. Có lẽ cũng chưa bao giờ nghe đến xưng hô của Lê Dân. Nhưng có lẽ cũng nghe nói đến một chủng tộc khác. Không đúng, nếu như bộ tộc của Lê Dân chạy đi thì tại sao thần vực lại ít người Lê Dân như vậy? Con biết rồi, là thánh tộc. Không sai, ban đầu chi phối thần vực chính là thánh tộc. Tất cả ở trong thần vực có đều là truyền thừa của thánh tộc. Thần đạo cũng vậy sao? Hà Phúc đã từng nhắc đến viễn đạo cổ với con, nói thần đạo của thần vực rất nhiều đều là do bọn họ lan truyền. Hóa ra là 3.000 thần đạo đều là do thánh tộc sáng tạo ra, sau đó thì từ từ truyền cho tổng tộc, chủng tộc khác, cuối cùng giải khắp cả vùng thần vực. Vậy tại sao thánh tộc lại biến mất khỏi thần vực? Sau đó đế Hồng Thệ muốn diệt cỏ tận gốc, hắn ta đã phát hiện ra viên vệ đuổi giết chúng ta. Dù cho chúng ta đã chống chọi hết sức mình, nhưng rồi một tên ở trong hiên viên vệ đã sử dụng phương pháp liệt huyết. Phương pháp liệt huyết này là thủ đoạn chiếm tận giết tuyệt, cực kỳ ác độc. Chỉ cần lấy được huyết thống của một người trong tộc là sẽ có khả năng tiêu diệt toàn bộ chủng tộc ấy trong một phạm vi nhất định. Sau khi tên hiên viên vệ đó dùng hết sức lực cuối cùng của mình để kích hoạt ra phương pháp liệt huyết này, tất cả Lê Dân ở trong thần vực đều lổ thành bãi máu. Sống được đến ngày nay đều là nhờ vào lão viên mình. Liều mình bảo vệ hắn dùng hỗn nguyên phong ấn tạm thời hiên viên vệ. Cho đến bây giờ, thần vực có huyết mạch Lê Dân chính thống chỉ còn lại hai chúng ta, có huyết mạch Sivu chính thống nhất. Huyết mạch Sivu? Nếu như con là Lê tộc, vậy tại sao Yên Nhi không phải? Yên Nhi mặc dù là em gái ruột của con, nhưng con bé rất là đặc thù, là một loại huyết mạch khác, có một chút quan hệ với ta, sau này con sẽ biết. Là như vậy sao? Lúc đó mặc dù đã phong ấn hiên viên vệ, nhưng chúng ta biết sớm muộn gì phong ấn này cũng sẽ bị giải. Vì thế ta tìm cách ở khắp nơi. Cũng là lúc đó quen biết với cha của con. Cha của con cũng bắt tay với Đông Phương Thần Quân. Cái gì? Đến Đông Phương Thần Quân cũng đứng về phía của phụ thân ư? Đông Phương gia cũng là một gia tộc lớn ở trong thần vực, đã chiếm giữ thần mộc phù tàng. Về sau Đông Phương Thần Quân một tay gây dựng nên chúng thánh đường và hợp tác với những gia tộc truyền thế khác, nên chẳng khác nào là mặt trời ban trưa. Hiên viên vệ đối với sự uy hiếp của thần vực con cũng hiểu rõ. Cho nên khi cha của con đề nghị tiêu diệt hiên viên vệ, Đông Phương Thần Quân đương nhiên cũng đứng về phía của cha con. Sau đó thì sao? Sau đó khi Niên Thủ giết hiên viên vệ, hắn lại trở mặt, không những không giết hiên viên vệ, ngược lại còn giải phong ấn và đánh cha con bị thương. Cái gì? Tại sao? Bởi vì ta, Đông Phương Thần Quân thích ta, nên trở thành tình địch của cha con. Sau lần đó ta bị thương nặng, chỉ có thể lấy linh ngô thay thế nhục thân, mai phục dưới đất. Mà phụ thân của con cũng bị Đông Phương Thần Quân truy sát ở các thánh đường, rơi đến bước đường này. Nhưng mục tiêu của hiên viên vệ là diệt sát, hủy hoại thần vực, như vậy cũng gây bất lợi với Đông Phương Thần Quân. Nếu như hiên viên vệ lấy được lợi ích thì sao? Hy sinh một thần vực thôi mà, hắn có thể leo cao hơn, thậm chí cuối cùng có thể đi về thế giới mẹ, hắn bị điên rồi. Hiên viên vệ được Đông Phương Thần Quân thả ra đâu? Hắn trốn rồi, ta phải truy sát vì muốn tránh bị tên hiên viên vệ kia đuổi giết.
Có lần Hiên Viên Vệ từng chui xuống đất, nhưng đã bị ta đánh lùi. Trinh Nhi không biết, một khi thần vực bị hủy, mình không thể nào trốn ở dưới thế giới lòng đất nữa. Đối với Đông Phương Thần Quân mà nói chính là chuyện tốt. Huống hồ, phụ thân của con đã từng nói với ta, trước khi lên đường, đã sắp xếp xong mọi thứ, và dặn dò chúng ta chờ ông ấy về. Ta cho rằng ông ấy chỉ đang an ủi ta. Có điều đến khi ta gặp Trinh Nhi, thì mới hiểu dã tâm thật sự của phụ thân con. Con... Trong nhiều người của Lê Dân có thể bước vào bí ngạn cảnh, nhưng ra phạn vực cũng không nhiều. Mà ngưng ra thiên phạn vực chỉ có phụ thân của con và chính thủ lĩnh của bộ tộc Lê. Nghĩ kỹ lại thì huyết thống của ông ngoại con không hiện rõ trên người của ta, chắc là do di truyền cách thế hệ con rồi. Nếu không thiên phú của con có cao, nếu chỉ dựa vào việc xem bí thuật hỗn độn gà mờ của cố Bắc, thì cuối cùng chúng chỉ có thể mở một thần vực nhỏ, chứ không thể nào mở nghìn vạn vực. Chờ đã, con không hiểu. Ông ngoại của con là Sivu, là binh chủ Sivu đã sáng tạo ra kiếm pháp sơ thủy hay sao? Ta là Lạc Thủy, con gái của Sivu. Con là Na Trinh, con trai của Lạc Thủy. Con nói xem ông ngoại mình là ai? Đây. Phụ thân không đồng hành cùng, ông ấy đem quyền lực của chiếc thuyền này cho viên não trung thành nhất, mà cái gọi là truyền thừa của vùng đất đạo tranh chính là quyền hạn của chiếc thuyền này. Bây giờ viên não đã mất đi nhục thân, không thể nào điều khiển chiếc thuyền này nữa rồi. Bây giờ do con thay thế, thần vực sau này giao lại cho con. Con sẽ không làm mẫu thân thất vọng. Mẫu thân, Yên Nhi cũng sẽ không làm mẫu thân thất vọng. Yên Nhi, muội nghe nén. Thật ra muội tỉnh từ lâu rồi. Gặp được mẹ thật tốt, con cũng vậy. Xem ra mẹ và Yên Nhi rất là thân thiết. Yên là do nguyên nhân của huyết mạch. Bây giờ ba người chúng ta đoàn tụ, nếu như có thể cứu phụ thân thì tốt rồi. Ô Thanh Dương này chính là truyền thừa trong vùng đất đạo tranh. Trinh Nhi, con đi lấy qua đây đi. Vâng. Hình như ô Thanh Dương này không có gì đặc biệt cả. Không phải như con nghĩ. Con mở chiếc ô này ra đi. Kết giới Thanh Dương của ô Thanh Dương có thể giúp con tránh bị lửa mặt trời đốt cháy, để con đi vào mặt trời. Ở trong điện thần Thái Dương, con chính là thuyền trưởng và sẽ có khả năng thay đổi phương hướng của chiếc thuyền thần vực này. Vào trong mặt trời, ca ca sẽ bị nướng chín nó. Cho dù con tu luyện Thái Dương luyện khí pháp, rèn luyện thể xác, không bị dị hỏa xâm nhập, nhưng cũng không thể nào chịu nổi nhiệt độ của mặt trời đâu. Tuy nhiên, chỉ cần con có cầm chiếc ô đặc biệt này thì sẽ bình an. Con có thể xem nó như là chìa khóa vậy. Chẳng qua ta vẫn cần dẫn bọn con đi gặp lão viên trước khi làm điều đó. Nếu như người đã lấy được truyền thừa, ta cũng có thể an tâm quay về. Chúng ta xin cáo từ. Vất vả cho các người đã bảo vệ ta trên đường đạo tranh này rồi. Đi thôi. Lão viên, ta dẫn hai đứa đến rồi. Không tệ. Nếu như người đã đến đông đủ rồi, ta cũng phải đón khách lịch sự một chút. Trong khoảng thời gian ngắn có thể ngưng ra thân xác tốt như vậy rồi. Lão viên, ông đã nghe thấy những gì ta và La Trinh đã nói trong vùng đất đạo tranh phải không? Hai người nói gì hả? Sao ta nghe được? Chẳng lẽ lão viên muốn giả ngu à? Truyền thừa của lão phu là chiếc ô Thanh Dương kia thôi. Các ngươi lấy được là có thể đi rồi. Lão phu có nỗi tắt này, có cần lão phu tiễn một đoạn hay không? Đã đến nước này rồi, ông thật sự không muốn đối mặt hả? Thiên phạn vực đó, lão phu thật sự là ghen tị lắm. Có điều phần thắng vẫn không lớn. Ông tu bản tâm, tu đến thông suốt lắm mà lại mất đi chấp niệm và dũng khí thì có tác dụng cái rắm gì chứ? Truyền thừa của lão phu chỉ có vậy thôi. Lạc Thủy muốn thì lên tiếng đi. Chính là cái đó. Muốn kiếm của ta không được. Nhưng thanh kiếm thừa ảnh này kết hợp với chân lý nhất niệm, thiện ác sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Nếu ông đã truyền chân lý nhất niệm thiện ác cho Trinh Nhi, vậy tặng luôn thanh kiếm này cho nó thì thật là tuyệt phối. Tuyệt phối cái rắm. Kiếm đằng xà rơi vào trong tay của La Tiêu rồi, bây giờ thế nào cũng đừng có để mắt tới thanh kiếm này của ta.
Chắc hẳn não viên không hề nghĩ tới một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể trở về thế giới mẹ đúng không? Phụ thân bảo trên chiếc thuyền này cuối cùng cũng sẽ có một ngày sinh ra hy vọng. Muốn đương nhiên là muốn rồi. Chắc hẳn hy vọng kia được sinh ra từ trong Lê Dân. Nhưng Lê Dân lại bị giết sạch, chúng ta mãi mãi không quay về được rồi. La Trinh không phải Lê Dân hay sao? Trong thân thể của La Trinh ẩn chứa huyết thống Sibiu thuần khiết. Nó chỉ được coi là nửa Lê Dân thôi. Dù sao phụ thân của nó không phải là người trong tộc Lê chúng ta. Chiếc thuyền này bốn cánh hy vọng của tộc Lê ta, nhưng bây giờ ông lại chọn cách vào như không thấy. Lúc trước phụ thân ta chọn ông làm thuyền trưởng đúng là sai lầm mà. Trinh Nhi, Yên Nhi, chúng ta đi thôi. Không cần thiết nhào vả tên này. Ngươi, có lẽ ngươi nói đúng, thủ lĩnh đã chọn sai đối tượng. Ý chí của ta đúng là không đủ kiên định. Nhưng những anh hào trẻ tuổi tộc Lê, chín đại thủ lĩnh của tộc Lê ta và 10 vạn si view vậy đều đã thất bại, làm sao ta có thể tin tưởng một chân thần cấp thấp đây? Nó chưa từng bước vào bỉ ngạn cảnh nhưng lại có được thiên vạn vực, tại sao chúng ta lại không tin nó? Thế thì đã sao, một thiên vạn vực bù đắp được một bộ tộc ở trong tộc Lê chúng ta à? Lạc Thủy, ngươi rời khỏi thế giới mẹ khi còn rất trẻ, phần lớn thời gian của ngươi đều sống trong thần vực, ngươi cũng không biết thế giới mẹ là một thế giới tồn tại như thế nào. Một vài yêu quái biến thái ở trong đó là thứ mà ngươi không thể nào tưởng tượng được. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, cho dù xác suất một phần ngàn tỷ thì vẫn nên thử thực hiện một lần. Về điểm này, lão phu không bằng ngươi, cũng không bằng tên Na Tiêu lỗ mãng kia. Lúc trước mẫu thân của ngươi đưa kiếm đằng xà này cho Na Tiêu, lão phu đã ra sức phản đối. Nhưng đến hôm nay, không ngờ thừa ảnh kiếm đã đi theo lão phu chinh chiến bao nhiêu năm cũng không giữ được. Kiếm này quả thật là không tầm thường, ở trong thần vực e rằng là độc nhất vô nhị. Đằng xà kiếm ban đầu đưa cho phụ thân lại đưa cho Hoa Thiên Mệnh. Không biết là Hoa Thiên Mệnh bây giờ cầm đằng xà kiếm và đang ở thần vực làm cái gì? Công tử, tất cả thuận lợi hay không? Không đúng. Sao ta vẫn còn cảm nhận được sức mạnh pháp tắc ở trên bảng đá? Có phải là một bảng đá ở trong rừng sâu hay không? Có lẽ nào vậy? Chúng ta qua đó xem thử thế nào. Ở sâu trong hang sương mù, ở đây không giống như là những hang động bình thường, e rằng bảng đá ở bên trong đã xảy ra biến dị. Mấy hôm trước nghe nói ở đây sau khi có dị bảo xuất thế, có một đội người Đông Phương ra đi thăm dò bảo vật, không biết là bọn họ bây giờ thế nào rồi. Công tử, là lệnh cầu cứu, xem ra bọn họ đã gặp phiền phức, chúng ta đi cầu cứu bọn họ thôi. Nơi càng nguy hiểm sẽ có cơ ngộ càng lớn. Bảng đá này có lẽ là bảng đá bách giới. Được. Thần đạo sổ hỏa. Đáng ghét, tại sao trong hang đột nhiên lại xuất hiện những yêu phong này? Bí bảo ngược lại không có chút tung tích nào. Đại viên mãn của Đông Phương gia, Đông Phương Dĩnh. Dĩnh ca, cơn gió đen này rất là tà môn, thần đạo của chúng ta đều không có tác dụng với những thứ này. Chúng ta vẫn nhanh rút lui một chút, muộn chút nữa cũng không có cơ hội chạy đâu. Đáng ghét, còn chưa nhìn thấy dị bảo, kết quả lại thành như vậy. Bảo ta làm sao ăn nói với người trong tộc đây? Chờ một chút, vừa nãy chúng ta có phát ra lệnh cầu cứu, xem thử có người đến hay không. Lại đến nữa rồi, nhanh chạy trốn thôi. Mấy người các ngươi chẳng ra bộ dạng gì cả. Nhanh quay lại. Không hay, không kịp nữa rồi. Kiếm pháp thủy sơ. Ta không nhìn nhầm đấy chứ? Người này lại dùng kiếm chém đứt cả tà vật, hơn nữa còn chỉ là chân thần cấp cao. Chân thần cấp cao kiếm pháp, nghĩa nào là thiên kiếm lớn nhất của đấu trường các vị thần năm nay hay sao? Thần đạo huyền nôi, nôi văn không ảnh. Thì ra là như vậy, cơn gió đen này lợi hại chính là vì lời nguyền ở trong gió bao hàm. Nếu như mình đoán không lầm, có lẽ là có người muốn dùng chú văn sau khi thay đổi bảng đá này tạo thành dị biến. Mình sẽ giải quyết mấy tà vật này trước, sau đó tìm cơ hội lút trường bảng đá. Lôi ấn phù văn. Lợi hại thật, người này ở trong tộc của chúng ta cũng xem như là thiên tài đúng không? Hắn chính là thiên kiếm, bây giờ xếp hạng nhất. Ta đã từng đánh nhau với hắn ở trong đấu trường của các vị thần, một kiếm thì bại trận. Không ngờ ở đây còn có thể gặp được Hoa Thiên Mệnh, hơn nữa còn đổi tên thành thiên kiếm, xem ra hắn không muốn để lộ thân phận đạo tử. Nhưng mà qua mấy năm nay, cuối cùng đã gặp được người quân cũ ở thần vực, phải nghĩ cách tìm hiểu tình hình của mọi người với hắn một chút. Cảm ơn Đông Phương gia đã ra tay giúp đỡ,
nếu không những người tìm kiếm bảo vật này sẽ mất mạng ở nơi này. Vị huynh đài này, ta cũng là đạo tu hành kiếm pháp, nhìn thấy thần đạo huyền lôi của ngươi tương hợp với kiếm thuật, cảm thấy rất là bái phục. Có thỉnh giáo ngươi vài chiêu được không? Là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Hắn cố ý không quen biết mình, là muốn giúp mình che giấu thân phận. Đương nhiên là được. Ở sâu còn có ngọn nguồn của yêu phong vẫn chưa trừ khử. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể cùng nhau đi trừ khử. Được. Kiếm huynh, thần đạo của chúng ta không có tác dụng với yêu phong. Cùng người đi vào đó, e rằng chỉ nằm liên lụy đến người thôi. Không sao, các ngươi về đi, tiếp theo cứ giao cho ta. Thế thì chúng ta cáo từ trước. Cô ta không về sao? Cô ta là người của mình. Nhưng mà không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Chúng ta đúng là có duyên thật. Ngươi cũng là đạo tử đầu tiên mà ta gặp đấy. Ơi, nói cho ta biết, ngươi và cô nương này là sao vậy? Lẽ nào ngươi đã làm chuyện ấy rồi? Thật hay giả vậy? Nhìn không ra đấy, một người gỗ như lựa, gỗ lớn như ngươi, mới đến thần vực chưa được bao lâu đã thành hôn rồi. Ngươi nghĩ thế nào lại ở cùng với cô nương của Đông Phương gia? Một trong những nhiệm vụ lần đầu tiên ta đến thần vực chính là nghĩ cách nhảy vào Đông Phương gia, phối hợp ngoài trong với La Trình. Hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Đúng lúc gặp cô ta là một cơ duyên trùng hợp. Ta cũng cứ thế mà tấn công. Thì ra là như vậy. Nhưng mà cô ta có đáng tin hay không? Bây giờ ngươi ở Đông Phương gia rất là nguy hiểm. Một khi bại lộ thì vạn kiếp không thể nào hồi phục lại được đâu. Không sao, cô ta là lấy tâm ma ra thể, sẽ không nói ra ngoài. Hơn nữa mấy năm nay sống chung, ta tin cho dù không thể cô ta cũng không phản bội lại ta. Nhìn không ra đấy. Nhưng mà tại sao ngươi lại ở đây? Còn không phải là vì nó hay sao? Người cũng biết thanh kiếm này của ta, cũng nghĩ đến từ thần vực, có chút linh tính. Đối với tà ma mà nói, vừa là thầy cũng vừa là bạn. Đối với ta mà nói, vừa là thầy cũng vừa là bạn. Vì vậy chiến đấu tăng lên nhiều hơn, sự tổn thất càng lúc càng nghiêm trọng. Vì thế cần phải có khí hỗn độn để hồi phục. Vì thế ta một bên rèn luyện, một bên nghe ngóng tin tức, một bên nghe ngóng tin đồn của khí hỗn độn. Gần đây nghe đồn ở trong hang này có khí hỗn độn, nếu đến lên đến xem thử. Vừa hay gặp được người của Đông Phương gia đến tìm bảo vật nên gia nhập với bọn họ. Thì ra là như vậy. Vậy người và các đạo tử khác còn có liên hệ gì không? Một năm khi ta ở Dạ Minh vực rèn luyện, có gặp qua Hiên Viên Phong. Hắn lúc đó đang tham gia thí luyện của Bạch gia ở Dạ Minh thành, nhưng mà mọi người đều có kế hoạch riêng của bản thân, ta cũng không muốn làm phiền đến hắn nên đã tiếp tục đi kiếm khí hỗn độn. Đúng rồi, hai năm rèn luyện này phát minh ra tính quan trọng của thần đạo ở thần vực. Nhưng mà thần đạo huyền nôi của ta chỉ học được một ít, rất khó hoàn thành dung hợp với kiếm thuật. Trước đây nói là thỉnh giáo là thành tâm, nhưng chỉ là thuật che mắt. Cách đây tầm 5.000 năm dặm, tầm 5.000 dặm có một dãy núi huyền nôi. Ở đó, cuối năm sấm sét sẽ không ngừng vây quanh. Ta ở đó tu hành khoảng một thời gian, đã nắm bắt được thần đạo huyền nôi và cũng có đột phá. Ngươi cũng có thể xem thử. Đa tạ Thiên Kiếm huynh. Xem ra chúng ta đã đến đúng ngọn nguồn rồi. Thần đạo huyền nôi lôi vân không ảnh. Trên bảng đá này hình như có khắc một chú văn rất là kỳ lạ. Có phải là vì quan hệ này mới tạo thành dị biến? Có lẽ võ giả đã có âm mưu, sửa đổi quy tắc ở trên bảng đá, nhưng lại không có đủ thần vũ tệ, chỉ đành phải dùng chú văn để thử, kết quả tạo thành dị biến ở trên bảng đá này. Đợi ta xem bảng đá này loại, đem bảng đá này loại bỏ đi, có lẽ sẽ giải quyết được. Thần đạo huyền lôi, lôi linh chân hỏa. Lợi hại, Thiên Kiếm huynh, xem ra huynh hiểu rất rõ bảng đá giới luật. Dù sao cũng phải là thứ để ăn. Là sao? Đây là một nhiệm vụ khác khi ta đến thần vực. Lợi dụng đằng xà kiếm này và thần đạo chính nghĩa để thôn phệ bảng đá vào thời khắc mấu chốt nhất, dùng những sức mạnh này để giúp đỡ cho Na Trình. Đương nhiên sức mạnh này cũng phải trả giá, nhưng đây là sứ mệnh của ta.
nếu như được có thể giúp Đông Phương. Ngân Thanh yểm hộ được không? Chuyện thôn phệ bảng đá tuyệt đối là không thể để lộ ra ngoài. Đường, yên tâm, cứ giao lại cho ta. Hai khí âm dương, hỗn nguyên quy nhất. Yên tâm đi, dưới sự bảo vệ của khí hỗn độn này, có lẽ sẽ không có người nào phát hiện ra hắn đâu. Người nghĩ thế nào về Thiên Kiếm Huỳnh? Tại sao thân là người cổ Đông Phương gia lại luôn giúp hắn giữ bí mật? Công tử có thiên phú bẩm sinh, cũng có chính nghĩa và đáng tin cậy. Khi bắt đầu, vì để cảm ơn ân tình của công tử mà giúp hắn giữ bí mật, nhưng ở cạnh nhau thời gian càng lâu thì càng phát hiện thấy hắn rất đáng tin cậy và dựa dẫm. Mặc dù từ trước đến nay ta không hỏi hắn sâu về chuyện liên quan đến bảng đá và kế hoạch của công tử, nhưng ta tin hắn có sứ mệnh và tín niệm của bản thân. Ta cũng nghe đứng về phe của hắn. Thế thì tốt, cũng không biết là Thiên Kiếm Huỳnh có duyên phận từ đâu ra có thể gặp được một nữ tử như người. Một khắc sau, đa tạ. Chuyện nhỏ, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Nếu như tiện, chúng ta đi đến thành gần đây uống một ly ôn lại chuyện cũ, lần sau gặp nhau cũng không biết là lúc nào. Đúng vậy công tử, từ khi quen biết người tới đây giờ ta vẫn chưa bao giờ gặp qua bằng hữu của người. Uống một ly cũng được. Đây chính là khí thế của cường giả bí ngạn cảnh sao? Cả chân ý của Nhược Mộng đều bị hắn xoay chuyển. La Trinh cuối cùng cũng đã lấy được truyền thừa của Nhược Mộng. Sắp xếp của sư phụ không uổng công vô ích rồi. Quá tốt rồi. Chuyện này quả thực là không bình thường. Luồng khí thế ở trong vùng đất không chiến tranh này không còn nắp chế niệm trong lòng nữa. Rốt cuộc Nhược Mộng sao vậy? Là trong tộc có vấn đề gì sao? Đoạn chân lý của vùng đất không chiến đã được giải trừ rồi sao? Không đúng, là chân lý đã được thăng hoa. Vị thuyền trưởng kia đã có động tĩnh rồi, có người đã xông vào vùng đất đạo tranh rồi. Là người của chúng ta sao? Nhất định là vậy. Chuyến vào đạo tranh này, Hạ huynh muội Na Gia chắc chắn là phải chết. Vì sao ông lại khẳng định như vậy? Bởi vì Đông Phương Quỷ sẽ triệu hồi ra hóa thần, đáng sợ nhất và hung mạnh nhất, ác ma bên trong Thâm Nguyên Ma Vực. Mấy năm nay, hắn chính là rèn luyện ở Thâm Nguyên Ma Vực, chính là vì hôm nay. Thế thì không phải là ép con cháu của chúng ta vào chỗ chết hay sao? Chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi không nói sớm với bọn ta? Ngươi lại để Đông Phương Quỷ triệu hoán ra ác ma. Cái này sẽ liên lụy đến tất cả mọi người. Thế đám người của Đường Kiệt, Đường Húc chẳng phải cũng không về được hay sao? Nếu Đông Phương gia các người đã tính toán như vậy thì vì sao không nói cho chúng ta biết? Vậy thì chúng ta cũng sẽ không cần phải mai phục Huyền đi. Phái phục Huyền đi. Nếu các ngươi đổi thành chân thần bình thường, ngươi nghĩ kiếm tộc bọn họ có nhìn ra hay không? Màn kịch này đã không diễn thì thôi, nếu đã làm thì phải làm tới cùng tới chốn. Đông Phương gia chúng ta không phải cũng đã tổn thất nhân tài như là Đông Phương Quỷ rồi sao? Mục Huyết Dung, mục tiêu lớn nhất của ngươi không phải là giết Na Trinh hay sao? Thằng nhãi ấy đã được rèn giũa 2 năm trời rồi, còn khó đối phó hơn trước. Chính bản thân ngươi còn chẳng giải quyết được hắn, chỉ dựa vào đám Mục Huyền mà đòi thành công ư? Lần này chỉ cần Na gia không thể nào đoạt được truyền thừa của đạo tranh này, chúng ta sẽ không còn bất kỳ nỗi lo nào về sau nữa. Chút hy sinh ấy là đáng giá. Được rồi, chuyện đến mức này chỉ có thể chờ đợi kết quả vậy. Không biết tại sao, trong lòng có một vài bất an. Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa, La Trinh có lẽ là không thể nào đối phó được với ác ma kia đâu. Chưa nói tới cường giả ở bên trong thế giới mẹ, mà chỉ nói tới một vài cường giả núp ở trong thần vực thôi. Thực lực của bọn họ đã mạnh hơn ta rất nhiều rồi. Ngươi có dũng khí đối đầu với bọn họ hay không? Hay nói đúng hơn là, ngươi có dũng khí để đối chiến với ta không? Khí thế của Hiên Viên Não này, so với khí của chân thần bình thường, có thể cảm nhận được tồn tại của thực chất. Chân lý nhấp niệm thiệp áp này dường như là khiến cho mình bị một tầng nước bao bọc. Thỉnh thoảng lại khiến mình thấy lạnh, lúc thì lại khiến mình cảm nhận được sự nóng lực của nham thạch.
Không sao chứ? Mẹ, ca ca chỉ là chân thần cấp thấp, mặc dù linh hồn của huynh ấy không yếu hơn con, nhưng không thể nào ngăn cản được loại khí thế nhường này đâu. Mẹ biết, nhưng nếu như ca ca của con muốn lấy được truyền thừa của kiếm thì nhất định là phải như vậy. Cố lên. Thuốc hồi chi à? Trinh nhỉ? Người này quá mạnh, thực lực cỡ này đúng là mạnh hơn hẳn một cấp so với thánh nhân, nhưng ta vẫn có thể vượt qua. Chân ý đạo pháp tự nhiên. Điểm mà đạo pháp tự nhiên chú trọng là hành động thuận theo tình thế, thuận theo quy luật biến hóa của vạn vật. Trên bản chất, chân lý nhất niệm, thiện ác chính là hai loại khí thế không ngừng đan xen, cứ dựa theo nhịp điệu ở trong đó mà thích ứng là được rồi. Mình sẽ thử tiếp. Khí thế của Kaka đã trở lên đặc biệt hơn rồi, không ngờ nó có thể hoàn toàn thích ứng được với tình cảnh như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Vậy, muốn phòng ngừa việc mình bị dòng lũ nhấn chìm thì phải học được cách bơi trong đó. Trinh Nhi giống như là người bị rơi xuống nước, dưới nước vùng vẫy vài lần thì sẽ học được cách bơi. Ta từ xưa tới nay chưa từng thiếu dũng khí. Khi còn ở trong vũ trụ, ta đã từng đối mặt với đại năng thần hải cảnh, đã từng đối đầu với cường giả thiên tôn cảnh. Ngay cả khi ở trong thần vực, ta cũng từng đối mặt trực diện với thánh nhân. Có lẽ ông rất mạnh, nhưng thời gian sẽ lấp đầy sự chênh lệch giữa ta và ông. Hơn nữa, ta tin rằng quãng thời gian này cũng sẽ không quá dài. Nói hay lắm. Thật thú vị, đứa nhỏ này không phải là do Nạc Thủy ngươi đích thân dạy bảo, nhưng bản tâm lại mạnh đến nhường này. La Tiêu thật sự là có bản lĩnh. Mình ở trong thế giới mẹ lâu hơn nhiều so với Lê Lạc Thủy, rất nhiều, ngay cả thanh niên tuấn kiệt có tâm tính như vậy cũng rất hiếm gặp. Gửi gắm thừa ảnh kiếm lại cho hắn, quả thực là một lựa chọn tốt nhất. Đây. Kiếm này lặng thật. Kiếm thân nhỏ như vậy, phân lượng cũng không khác gì so với Đại Thiên Trọng Kiếm. Ta muốn biết, rốt cuộc phụ thân của ngươi đã nuôi dạy ngươi trưởng thành như thế nào, lại để cho ngươi có tâm tính như vậy. Ca ca từng trải qua rất nhiều nguy hiểm, cha thậm chí còn tạo ra một gia đình giả, bắt ca ca chịu tra tấn ở trong đó. Ta cũng vì vậy từ nhỏ đã bị chia xa với ca ca. Sau này mới... Phu quân thật là can quấy, nào có ai đối xử với con trai mình như vậy. Tên Na Tiêu này thật là nhẫn tâm. Tôi luyện như vậy, trái lại khiến cho La Trinh có được tâm tính mà người thường không thể nào so bì được. Đừng nói những đệ tử của gia tộc quyền thế ở trong thần vực, e rằng ngay cả ta cũng phải tự than rằng trên một số phương diện ta không bằng hắn. Hình như ngươi đã tu luyện đạo pháp tự nhiên chân lý được hơn 9 phần rồi, ngộ tính rất tốt. Nhưng thanh kiếm này đi theo ta biết bao nhiêu năm qua, đã sớm thông linh rồi. Nếu ngươi muốn sử dụng nó thì nhất định là phải thông hiểu chân lý nhất niệm thiện ác, đi theo ta học. Mong lão viên chỉ điểm. Không thể nói là chỉ điểm. Chân lý của đạo là do bản thân con người lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu là do bản thân người đó. Cốt lõi của chân lý đạo pháp tự nhiên là hành động thuận theo tự nhiên, dung hòa với bất kỳ công pháp nào. Nhưng chân lý nhất niệm thiện ác thì lại khác. Một ý nghĩ ác, người người là địch. Một ý nghĩ thiện, phổ độ muôn đời. Chỉ là đọc thầm một đoạn cũng có cảm giác khó chịu. Những chữ viết này cần được toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ thì mới có thể thông hiểu từng chút một. Không đúng. Lão viên và mẫu thân tới từ thế giới mẹ, chắc hẳn bọn họ cũng được xem như là sinh linh vượt cấp mới đúng. Không phải sinh linh vượt cấp có thể trực tiếp vận dụng phản văn hay sao? Tại sao tâm pháp này lại là phản văn bình thường? Đa tạ tâm pháp của lão viên. Lão viên, ta còn có một số chuyện không hiểu. Chữ viết mà chỗ của các ông sử dụng cũng là những chữ viết thông thường này sao? Không phải sinh linh vượt cấp đều sử dụng phản văn hay sao? Không phải như vậy. Đối với chúng ta mà nói thì phản văn này cũng chẳng dễ giải nghĩa. Về điểm này mẫu thân của ngươi cũng hiểu mà. Quả thật là vậy. Chữ viết được sử dụng ở nơi của bọn ta là do người tên là Thương Hiệt sáng tạo ra và được lưu truyền rất rộng rãi trong thế giới mẹ. Tộc Lê Dân chúng ta cũng tiếp tục sử dụng dạng chữ viết này. Đương nhiên nó sẽ được lưu truyền tới thần vực rồi, được các con luyện tập.
Về phần phản văn thì đó là chữ viết của cổ thần hỗn độn. Thì ra là như vậy. Phản văn này nếu ở trong thế giới mẹ cũng không dễ phá giải. Thế thì vì sao Niệm Nhi có thể dễ dàng đọc được phản văn? Ngươi nói cái gì? Chờ đã, con trai của con, ta có cháu rồi sao? Đúng vậy, mẹ. Chờ đã, ngươi nói Na Niệm có thể dễ dàng đọc phản văn nơ. Đúng vậy. Tâm pháp của chân lý đạo pháp tự nhiên, do chính Na Niệm giải mã từ phản văn mà ra. Nếu không, ta cũng chẳng có cách nào tu luyện được chân lý đạo pháp tự nhiên tới cấp độ này. Ngay cả ở trong thế giới mẹ, thì chữ cổ thần hỗn độn cũng không phải là thứ mà nhân vật tầm thường có thể nào giải mã được. Chỉ những ai có mắt của cổ thần mới có thể có tư cách giải mã phạm văn. Dù là thế giới mẹ, người có được mắt của cổ thần cũng vô cùng hiếm thấy. Vậy có nghĩa là La Niệm có mắt của cổ thần nơ. Ca ca, đứa cháu này của ta lợi hại thật. Lần này rời khỏi vùng đất đạo tranh, ta nhất định là phải đi gặp nó một lần. Nếu đúng như là lời ngươi nói, nó thật sự có thể dễ dàng đọc được phạm văn, thế thì nhất định nó là người có mắt của cổ thần. Không những vậy, nó còn có thể giải mã được chân lý đạo pháp tự nhiên, thì chắc chắn là mắt của cổ thần của nó mà nó sở hữu, cấp bậc không hề thấp. Một người thì có thiên vạn vực, một người thì có mắt của cổ thần, một người lại có truyền thừa của oa ảnh. Vì sao đến giờ những huyết thống này mới tập trung bộc phát ra? Đây có lẽ chính là ý chỉ của cổ thần hỗn độn. Chúng ta có thể giành được thắng lợi cuối cùng, như vậy Viên Não còn không có tự tin hay không? Là có một tia hy vọng rồi. Nếu thiên phạm vực này mà hắn sở hữu ngày một lớn mạnh thì đúng là có năng lực hóa giải nguy cơ trước mắt này. Nhưng người tu luyện thiên phạm vực này cần không ít linh hồ, mà phương pháp tu luyện cũng cần Nạc Thủy ngươi tới chỉ dạy. Đương nhiên rồi, nhưng mà Trinh Nhi, Yên Nhi, các con hãy rời khỏi vùng đất đạo tranh đi. Về sau vẫn nên tuân theo sự sắp đặt của Vũ Thái Bạch. Có điều, khi có cơ hội thì hãy đến tìm ta. Trinh Nhi biết ta trốn ở đâu rồi đấy. Được, đồ cần lấy các ngươi đã lấy rồi. Thứ không cần lấy cũng đã lấy tới tay. Các ngươi lên đi thôi. Đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Trinh Nhi, con hãy bảo vệ tốt ký ức này. Mẹ không muốn quên ký ức quý giá này đâu. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đem ký ức trọn vẹn này trả lại cho mẹ. Tạm biệt Trinh Nhi, Yên Nhi. Mẹ, mình nhất định là phải nghĩ cách sớm giải quyết Đông Phương Thần Quân và Hiên Viên Vệ. Như vậy mới có thể, mẹ mới có thể quay về mặt đất thật sự và cùng nhau đoàn tụ với chúng ta. Lúc đầu cứ nghĩ là chết chắc rồi, tên Đông Phương quỷ chết tiệt kia tự mình tìm đường chết mà còn muốn lôi theo chúng ta chôn cùng. Thơm, có lẽ lúc này hắn đã hóa thành tro bụi rồi. Có chuyện gì vậy? Nếu như truyền thừa bị Đông Phương Quỷ lấy đi, những người này thần sắc sẽ không thoải mái như vậy đâu. Ta đi hỏi thử. Ta nghe nói kiếm tộc có một loại thuật là động sát, có thể nhìn xuyên qua được nhược mộng, thấy rõ tình huống ở bên trong. Chắc là các người đã biết trong vùng đất đạo tranh xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Lão phu không có thời gian rảnh rỗi mà đi xem động tĩnh của đám tiểu bối kia. Có giành được hay không là nhờ vào bản lĩnh của bọn họ. Có một số người dùng thủ đoạn thì thế nào cũng gieo gió gặt bão. Nghe ý của ông ta có lẽ nào biết âm mưu của chúng ta, nhưng tình hình cũng không kinh hãi. Lẽ nào bọn họ đã đánh bại ác ma thông qua vùng đất đạo tranh rồi? Đây căn bản là không thể nào. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Mộc Huyền, ngươi không sao chứ? Nơi này có người của kiếm tộc và Vũ Thái Bạch, không thể nào để bọn họ biết sự chia rẽ của nội bộ liên minh hào môn chúng ta. Còn không phải là do tên Đông Phương Quỷ làm liên lụy hay sao? Suýt nữa thì bỏ mạng rồi. Sao nó lại liên lụy người? Biết rồi mà còn hỏi. Được rồi, ta không truy cứu chuyện này nữa. Dù sao hắn cũng không về được nữa. Thực lực của Đông Phương Quỷ còn mạnh hơn ngươi. Ngươi trở về được thì vì sao nó lại không về được? Mình nhất định là phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thơm, chúng ta gặp phải một con ác ma. Ác ma ma vực Thâm Nguyên. Xem ra ác ma là do ngươi gọi ra ngoài, là do được gọi ra ngoài, chứng tỏ kế hoạch vẫn chưa thất bại. Mộc Huyền, bọn họ chạy ra ngoài trước.
Các người cũng thoát ra ngoài rồi sao? Hừm, thế chẳng phải là kiếm tộc đều không chạy trốn? Đối mặt với quân ác ma kia, làm sao các người còn có thể có mạng trở về được? Rất đơn giản, giết con ác ma kia không được à? Giết con ác ma kia? Chỉ dựa vào những chân thần cấp cao như các ngươi ư? Ác ma không phải do chúng ta giết, nhưng thật sự là nó chết rồi. Đông phương quỷ kia cũng gieo gió gặt bão, hắn đã chết rồi. Có tin hay không là tùy các người. Nhưng mà hai huynh muội Na Gia vẫn chưa xuất hiện, bọn họ theo lý phải đi cùng với kiếm nào. Chỉ cần hai người họ chết rồi, cho dù không lấy được truyền thừa cũng đã thành công rồi. Một nén hương sau, La Trinh bọn họ cũng bình an quay về rồi. Xem ra kế hoạch lần này là hoàn toàn thất bại rồi. Rất thất vọng nhỉ. Ngươi lấy được truyền thừa của vùng đất đạo tranh rồi. Ta có cần thiết phải trả lời câu hỏi của ông hay không? Ngươi cho là đi đến bước này thì xem như là chiến thắng hay sao? Chí ít thì chúng ta là thắng bước đầu tiên. Ồ, hy vọng về sau các người còn có vận may tốt như vậy. Chúng ta đi. Thay ta gửi lời chào hỏi tới thần quân não huỳnh, lần này kiếm tộc tiếp đón không chu đáo, vẫn mong lượng thứ. Đương nhiên ta sẽ bẩm báo thật kỹ về việc này. Lần này được kiếm tộc chiêu đãi thật đúng là tỉ mỉ và chu toàn. Cảm tạ. Đông phương thần quân, không được độ lượng cho lắm. Sợ là sau lần đạo tranh này Đông phương gia sẽ báo thù kiếm tộc. Hừm, kệ hắn. Nếu như không phải là Đông phương thần quân mưu tính điên cuồng như vậy, kiếm tộc chúng ta cũng lừa trêu chọc hắn. Hắn muốn hủy diệt thần vực, cũng không hỏi xem hàng nghìn hàng vạn sinh linh ở trong thần vực có đồng ý hay không. Mặc kệ thế nào, kiếm tộc chúng ta vẫn phải cẩn thận. Đến Đông phương thần quân này thường làm những việc vượt khỏi tầm dự đoán của con người. Vô ngấn đại ngân, đại nhân không cần phải quá lo lắng. Cho dù là Đông phương thần quân thực sự trở mặt, cũng chưa chắc là bọn họ sẽ chiếm được ưu thế. Hơn nữa, bên phía của tộc Huyền Nguyệt cũng đã có hồi âm. Bọn họ không thể nào đứng về phía Đông phương ra. Một khi bọn họ tin rằng Đông phương thần quân đã có dạ tâm ấy, thì chắc chắn là cũng sẽ đưa ra quyết định giống như là các người. Tốt, yên lặng theo dõi diễn biến, chuẩn bị ứng phó bất cứ lúc nào. Bước tiếp theo phải dựa vào La Trinh rồi. Ngươi phải suy nghĩ tiến vào mặt trời. Lúc nào? Hoàng hôn ngày mai. Sớm như vậy ư? Thực ra là đã chậm lắm rồi. Tốc độ rơi xuống của thần vực càng lúc càng nhanh. Nếu còn tiếp tục như vậy thì cho dù là đảo ngược phương hướng trở lại cũng khó mà cứu được thần vực. Ta hiểu rồi. Đảo lỗi của Đông Phương gia, Thái Thanh đại ca quay về rồi. Xin chào Thái Thanh tiền bối. Thái Thanh đại ca bị sao vậy? Đông Phương quỷ vẫn chưa về, không lẽ là đã thất bại ở đạo tranh rồi đấy chứ? Bấy nhiêu năm qua, đạo tranh có bao giờ thành công hay chưa? Lần này đến mức mặt này khó coi như vậy ư? Công tử, người xem Thái Thanh đại nhân có lẽ thất bại ở đạo tranh rồi. Xem ra có lẽ đạo tranh lần này đã thất bại rồi. Đông phương quỷ không thành công. Nếu như hắn cũng không được, vậy người thắng sẽ là ai? Xem ra La Trinh đã thuận lợi lấy được đạo tranh. Đây là một tin tốt. Khi lấy được truyền thừa của Nhược Mộng, xem như là nắm giữ cả hướng đi của thần vực. Điện Đông Phương, ngươi tới rồi. Cục thế tất thắng, cuối cùng lại thất bại, là lỗi của ta. Ngươi chẳng qua chỉ là hộ tống Đông phương quỷ tiến vào vùng đất đạo tranh mà thôi, thậm chí toàn bộ quá trình ngươi còn không được nhìn thấy. Lỗi này có tính thế nào cũng không thể nào đổ hết lên đầu của ngươi. Cho tới bây giờ ta vẫn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là sai sót ở đâu? Sao đám người kia lại thoát khỏi sự truy sát của ác ma? Chuyện mà Đông Phương gia chúng ta có thể nghĩ tới, chưa chắc Vũ Thái Bạch lại nghĩ không ra. Ta không rõ. Hóa thân của lỗi sợ mà vùng đất đạo tranh tạo ra có ký ức của riêng mình. Nếu bọn họ gọi ra một hóa thân lỗi sợ cực mạnh để phục vụ cho bản thân thì sao? Tuy ta không rõ bọn họ gọi ai ra để làm hóa thần nỗi sợ của mình, nhưng bây giờ cũng chỉ có cách giải thích này mà thôi. Hơn nữa, vị thuyền trưởng kia vốn đã từng ở phía đối lập với chúng ta. Nếu như hắn phát hiện ra thân phận của La Trinh rồi chủ động giao truyền thừa lại cho thằng nhóc đó, thì chúng ta cũng không thể nào ngăn cản. Cho nên Thái Thanh, ngươi không có gì phải áy náy cả. Ngươi đứng lên đi. Vâng. Thế nhưng lần này kiếm tộc
sớm muộn gì kiếm tông cũng sẽ nghiêng về phía của Vũ Thái Bạch, chẳng qua tốc độ nhanh hơn tưởng tượng của ta mà thôi. Nếu bọn họ đã gấp không chờ nổi như vậy thì đừng có mà trách ta. Vài điều rồi sẽ phải đổi thay. Tiếp theo chúng ta sẽ phải làm thế nào? Ngoại trừ đạo tranh ra, quyền sở hữu của tứ đại cấm địa đối với sự nắm giữ của thần vực vô cùng quan trọng. Bây giờ thì Tiểu Xảo đã chiếm lĩnh Hồn Hoan, Vũ Thái Bạch thì chiếm cứ núi Bất Chu Linh. Bây giờ còn vô chủ, chỉ có rừng Nang Tuyền và Thâm Nguyên Ma Vực, nhưng Thâm Nguyên Ma Vực lại vô cùng nguy hiểm. Không có chuẩn bị đầy đủ và người hoàn mỹ là không thể nào thành công. Chúng ta nếu như chiếm lĩnh rừng Nang Tuyền trước đồ đệ của Cố Bắc đoạt lấy nó thì tốt rồi. Như vậy đi, ngươi đi triệu tập đại viên mãn trong tộc, thương lượng với bọn họ đối sách tiếp theo. Ta hiểu rồi. Các vị e rằng cũng đã nghe qua, kết quả mà chúng ta tham dự vào đạo tranh không hề như lý tưởng. Vì để cứu vãn cục diện này, bước tiếp theo chúng ta cần phải tập trung nhiều tinh lực ở trên cấm địa. Các người là người xuất sắc ở trong tộc, nhưng đối với chuyện cứ địa cấm địa, chiếm cứ cấm địa còn thiếu kinh nghiệm. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dẫn dắt các người cùng nhau đi tu luyện, chuẩn bị trước cho công chiếm rừng Nang Tuyền, rõ. Chuyện công chiếm cấm địa vô cùng quan trọng, mặc dù chỉ có đại viên mãn có thể nắm giữ được cấm địa này, nhưng thần cấp cao cũng cần phải rèn luyện. Lần này thất bại của đạo tranh khiến cho Đông Phương gia tổn thất một vị thần cấp cao. Bây giờ, cần người đến thay thế vị trí của hắn. Đông Phương Dĩnh, người phụ trách thần cấp cao ở trong tộc, có người nào có thể tiến cử được không? Nói đến chuyện này, ta đúng lúc có một người lựa chọn thích hợp, tên là Thiên Kiếm. Thiên Kiếm, ta có nghe nói qua, người này là chân thần xếp hạng nhất ở trong đấu trường các vị thần. Nhưng nghe nói người này, từ trước đến nay đều không qua lại với nhiều người. Ngươi có hiểu biết gì không? Mấy hôm trước, ta dẫn đội đi đến hang động thì gặp nguy hiểm, gặp phải tà vật tập kích. Khi cầu cứu ở trong tộc, chính là hắn đã đi ngang qua và cứu giúp. Hừm, hắn lại có thể giải quyết tồn tại mà người không ứng phó được sao? Được, người này đặc biệt có sở trường tương thuật, ngự kiếm và thần đạo huyền nổi. Đối với việc tiêu diệt hung vật và tà vật rất là lợi hại, thực lực ngang bằng với đại viên mãn. Ta hiểu rồi. Thiên Kiếm, Thái Thanh đại nhân mời người. Thái Thanh đại nhân tìm ta có chuyện gì không? Chỉ biết ngươi được tiến cử tham gia nhiệm vụ đoạt lấy rừng Nang Tuyền, còn lại thì ta không biết. Có lẽ là Đông Phương Dĩnh đại nhân đã tiến cử người, hắn có quan hệ tốt với Thái Thanh đại nhân. Chúng ta cứu hắn, hắn nhìn chúng tiềm lực của công tử. Rừng Nang Tuyền là ở gần Tiên Phủ, là địa bàn của hai vị đệ tử Cố Bắc, cũng không biết là Na Trình có từ đạo tranh về Tiên Phủ hay không. Lần này có gặp được hắn hay không đây? Gió mạnh quá. Còn phải di chuyển hai lần, không thể nào lại gần mặt trời. Ngươi có thể kiên trì được không? Không thành vấn đề. Đây là Thái Dương Tinh Hỏa. Thái Dương Tinh Hỏa tổng cộng chia làm 3 tầng. Nhưng dù chỉ là Thái Dương Tinh Hỏa tầng ngoài thôi, cũng đã đủ để đốt cháy vạn vật. Ta sẽ bảo vệ ngươi trước. Ngươi lại hấp thụ Thái Dương Tinh Hỏa để luyện thân thể. Ta có thể dùng nó để chế tạo nhục thân. Ngọn lửa càng mạnh hiệu quả sẽ càng tốt. Chỉ cần không vượt quá năng lực là được. Nếu đã như vậy, vậy thì để ngươi hấp thụ thêm một ít, chúng ta sẽ xuất phát sau. Một nén hương sau. Được rồi, ta sẽ đưa ngươi di chuyển một lần nữa. Sau đó thì phải dựa vào bản thân của ngươi rồi. Được rồi. Đa tạ Vô Ngân đại nhân. Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây thôi, còn đi lên tiếp theo ta cũng chịu không nổi. Đa tạ Vô Ngân đại nhân. Anh em đăng ký thêm kênh phụ này giúp mình nhé, những bộ mới mình sẽ làm ở bên kênh này. Nói chung là những bộ mới mà còn ít chat thì mình chủ yếu làm bên kênh này, còn kênh chính kia thì mình sẽ làm những bộ nhiều chat thôi. Link đăng ký thì mình sẽ để dưới phần bình luận nhé, anh em có thể bấm vào đấy và bớt chút thời gian đăng ký giúp mình.
Tầng giữa của Thái Dương Tinh Hỏa. Ô Thanh Dương là một món pháp bảo vô cùng thần kỳ, mình có thể cảm nhận được mắt lạnh dưới ô. Thái Dương Tinh Hỏa nơi này dữ dội hơn tầng ngoài gấp trăm lần. Nếu như không có sự bảo vệ của ô Thanh Dương, sợ rằng mình sẽ bị đốt thành tro bụi ở trong nháy mắt. Hỏa vân mặc dù là không thiêu cháy mình, nhưng vòng xoáy dưỡng hình thái quanh quẩn, không cẩn thận bị cuốn vào thì đó là phiền phức rồi. Nguy rồi, vòng xoáy này quá là lớn, không né được. Tốc độ này quá nhanh, nhất định là chịu đựng được. Sau một nén hương, cuối cùng thì cũng đã được cái vòng xoáy kia rồi. Trong tầng của Thái Dương Tinh Hỏa, không biết cung điện mà lão viên nói là ở đâu, chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Đây là thứ quỷ gì vậy? Vậy mà lại có thể sinh tồn trong hoàn cảnh này, biển lửa này e rằng đến ngay cả thánh nhân cũng không thể nào ở lại được. Lỡ như bị bọn nó đụng phải, màn sáng thì phiền phức rồi. Phải nghĩ cách đá bọn chúng đi. Cá lạ này là cái gì vậy? May mà có thể giúp đỡ thanh lý mấy con tôm này. Côn bằng, tốt quá. Không biết ở trong bụng của cá kênh này sẽ gặp phải chuyện kỳ lạ gì đây. Phía trước có ngọn lửa màu xanh sao? Trong bụng cũng có lửa sao? Ngọn lửa màu xanh trong cơ thể của cá kênh này lại thiêu cháy chết bọn chúng. Nghĩa nào ngọn lửa này còn lợi hại hơn Thái Dương Tinh Hỏa. Hy vọng dù này không phá. Ô Thanh Dương không sao, ngọn lửa này xem ra là dạ dày của cá kình, nhưng mà mình cũng không thể ở lại đây, vẫn nên nghĩ cách để ra ngoài. Cung điện này tìm thấy rồi, thần điện Thái Dương. Không ngờ cá kình lại đưa mình đến đây, đúng là trong họa có phúc. Ánh sáng vàng nhạt phóng ra từ trong cung điện này, giống như là ô Thanh Dương. Chính là ở đây. Mấy vòng tròn này là thứ gì? Ta cảm nhận được linh hồn của bản thân được sản sinh ra liên kết vô cùng nghiêm ngặt. Cái này là thần vực, đẹp thật. Không ngờ ta thông qua những vòng tròn này có thể đem thần vực thu xuống tầm mắt. Những đám mây nhạt này chính là khí hỗn độn, lại còn lớn hơn nhiều so với thần vực. Điểm tròn màu đen này có lẽ chính là vũ trụ thánh nhân, còn phía dưới đây chính là đáy hỗn độn. Ma cốt lớn như vậy, lẽ nào đáy hỗn độn là nơi chất đầy đống xương này? Nếu như so lớn nhỏ của thần vực, cự thú này e rằng thực lực khó mà tưởng tượng được. Cũng không biết là tại sao lại vẫn lạc ở dưới đáy của hỗn độn. Không biết dưới đáy của hỗn độn cất giấu điều gì, nhưng nếu chiếc thuyền thần vực này thực sự là rơi xuống thì mọi sinh linh ở trong thần vực này đều sẽ bị hủy diệt, cũng là điều không thể tránh khỏi. Mình phải nghĩ cách để khống chế. Vòng tròn này hấp thu thần thức của mình, có thể thông qua bọn nó để khống chế. Chỉ có điều thần thức chưa nói với mình động tác của cơ thể đều đại diện cho phương hướng thực, đều đại diện cho phương hướng nào, thử xem sao. Thử vòng tròn tay phải xem thế nào. Ủa, sao nghiêng xuống dưới rồi? Xảy ra chuyện gì? Hình như vừa rồi là sức mạnh gì đó, vừa nãy là cả thần vực sản sinh ra một độ lệch nhất định. Vậy Kaka thành công rồi. Nhưng hình như thằng nhóc kia xác định sai phương hướng rồi. Có lẽ rất nhanh hắn sẽ tìm ra. Thành công rồi. Vòng tròn của tứ chi chính là phương hướng khống chế thần vực. Nhưng mà làm thế nào để điều khiển thần vực di chuyển? Mình cảm nhận được rồi. Là phù tang, nhược mộc, tầm mộc, kiến mộc. Mình có thể điều động được sức mạnh của bốn đại thần thông qua vòng tròn này. Thì ra là vậy. Bốn đại thần mộc này giống như là động lực của chiếc thuyền này, cùng là mái chèo của chiếc thuyền, có thể liên tục cung cấp nguồn năng lượng vô tận, khiến cho thần vực có thể bay lượn ở trong hỗn độn. Thần kỳ thật, thần vực cuối cùng cũng có thể bắt đầu từ từ bay lên rồi. Là thứ gì? Không phải là điểm báo tốt, phải nhanh chóng rời khỏi đất. Tại sao thần vực lại lay kinh khủng như vậy? Đáng lẽ không phải vậy. Phiền phức rồi, thần vực không nhúc nhích nổi. Sao lại xuất hiện ánh sáng vào lúc này? Lẽ nào có người không muốn mình đi vào thần vực ở? Là cường giả bí ngạn cảnh đứng sau Đông Phương Thần Quân.
Anh em đăng ký thêm kênh phụ này giúp mình nhé, những bộ mới mình sẽ làm ở bên kênh này. Nói chung là những bộ mới mà còn ít chat thì mình chủ yếu làm bên kênh này, còn kênh chính kia thì mình sẽ làm những bộ nhiều chat thôi. Link đăng ký thì mình sẽ để dưới phần bình luận nhé, anh em có thể bấm vào đấy và bớt chút thời gian đăng ký giúp mình. Không được, làm thế nào cũng không thể nào thoát được. Nếu như còn tiếp tục thử, e rằng thần vực sẽ lung lay mạnh hơn, sinh linh cũng sẽ gặp họa. Vẫn lên bỏ đi. Thần vực này quan trọng như vậy, e rằng không chỉ có vòng tròn khống chế thần vực. Xem thử có phát hiện thứ gì khác hay không. Đây nè. Na đang xa kiếm. Bức tượng này có lẽ là Sibyl. Nếu đúng như những gì mà mẹ đã nói thì Sibyl chính là ông ngoại của mình. Đây có lẽ là một hình dạng hóa thân của ông ấy. Như vậy rốt cuộc là vị đại năng sáng lập ra thần vực phải đối mặt với kẻ địch mạnh như thế nào mà phải buộc lòng đưa quân dân của mình chạy lạn. Bên kia còn có vài chữ. Tâm phải cứng. Bờ không được tịnh. Quả nhiên thần vực là đường nuôi mà Lê Dân chuẩn bị từ trước. Nhưng mà hắn không ngờ đường nuôi này chưa đi được bao xa, Lê Dân đã bị Hiên Viên hủy diệt. Một ngày sau. Ơi, những nơi khác của thần điện không có phát hiện gì đặc biệt. Bây giờ mình đã biết rõ thân phận và thân thế của mình rồi, đã đến lúc làm chút gì đó cho Lê Dân rồi. Về trước đã. Ca ca có bị thương hay không? Yên tâm, huynh không sao. Nhờ có sự bảo vệ của chiếc ô thanh dương kia nên thái dương tinh hỏa không thể nào làm tổn thương ta, dù chỉ là một chút. La Trình, tình hình thế nào rồi? Tại sao thần vực lại rung động mạnh vậy? Quả thực ban đầu ta đã thành công. Không khó để điều khiển hướng đi của thần vực trong cung điện đó. Nhưng mà bây giờ. Vậy bây giờ thì sao? Sau đó một dải sáng đỏ xuất hiện từ dưới đáy của hỗn độn bao lấy toàn bộ thần vực. Ta cố gắng điều khiển thần vực tránh khỏi nó, nhưng cuối cùng chỉ uổng công. Hiện giờ thần vực vẫn chưa rơi xuống, nhưng có vẻ như không thể nào thoát khỏi dải sáng đó được. Dải sáng đỏ trói buộc thần vực ư? Nó dài đến cỡ nào, mạnh đến cỡ nào mà có khả năng quấn lấy thần vực như vậy? Đúng là khó tin, ngươi chắc chắn là không sai chứ? Đúng vậy, tuyệt đối không sai. Ta đã quan sát rất lâu. Nó đi tới từ phía dưới thần vực, cũng tức là dưới đáy của hỗn độn. Nhiều năm trước, Sư Tôn đã từng kể ta nghe truyền thuyết rằng thế giới mẹ không phải là nơi duy nhất của các sinh linh vực bậc sinh tồn. Ở sâu dưới đáy của hỗn độn còn có rất nhiều sinh linh. Họ bị cổ thần nguyền rủa và bỏ rơi, được người ở trong thế giới mẹ gọi là thiên ma ngoại vực. Sức mạnh của những thiên ma ngoại vực này thế nào? Không rõ lắm. Sư Tôn không tiết lộ quá nhiều tin tức. Không phải là ta đã lừa hai người lên thuyền, mà là bản thân hai người đã ở trên thuyền này từ rất lâu rồi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Sớm muộn gì hai người cũng sẽ đưa ra lựa chọn này thôi. Vậy chẳng phải là không có cách đối phó à? Ta cảm giác như bị tên nhóc nhà người lừa lên thuyền giặc vậy. Tạm thời chúng ta không cần phải để ý đến chuyện của thiên ma ngoại vực. Ít nhất thần vực đã ngừng hạ xuống. Cứ tiến hành mọi chuyện ở theo kế hoạch. Được, ta muốn bế quan một khoảng thời gian. Sau đạo tranh vẫn chưa có cơ hội luyện hóa kiếm thừa ảnh và củng cố tâm pháp chân lý. Cái này thì dễ làm thôi, cứ đi theo ta. Hóa kiếm thần thánh, mật thất tu luyện. Đối với vận dụng chân lý của đạo, mình vẫn chưa dừng lại ở tầng tự lông cạn. Vẫn không giống như là Na Yên, lập tức vận dụng các thần thông khác. Sau khi luyện tập thành thạo chân lý, phải thử tìm kiếm một chút. Nhưng mà trước mắt vẫn nên đem quyển chân lý thiện ác này đọc trước đã. Một suy nghĩ thành ác. Thành bến bờ giết chóc, liên lụy lẫn nhau. Một suy nghĩ thành thiện, thành con đường chính đạo. 3 canh giờ sau. Nhanh như vậy ta đã lĩnh ngộ 3000 chữ rồi. Máu hơn lúc tu luyện chân lý đạo pháp tự nhiên. Thiên phú này thật là mạnh đến đáng sợ. Lại lĩnh ngộ 1/3 chân lý nhất niệm thiện ác chỉ trong 3 canh giờ. Nếu là trong thế giới mẹ thì sẽ là thiên tài cấp truyền thuyết. Chả trách Nạc Thủy lại nói hắn là hy vọng.
Chân lý nhất niệm thiện ác lĩnh ngộ không ít rồi. Bây giờ thử xem, có thể bắt đầu luyện hóa kiếm thừa ảnh hay không? Bây giờ ngươi muốn thử thừa ảnh kiếm. Không được, hiện giờ lĩnh ngộ của ngươi chân lý nhất niệm thiện ác vẫn còn thấp, sao có thể khống chế thanh kiếm ấy được, e là có nguy hiểm. Mình đã thử nghiệm thanh kiếm này trước đó, chỉ là vật chết như mấy thanh kiếm bình thường. Phải dựa vào chân lý nhất niệm thiện ác để sử dụng thanh kiếm này. Mình thử lại lần nữa. Một suy nghĩ thành ác, thành bến bờ giết chóc liên lụy lẫn nhau. Quả nhiên là vậy. Chỉ là trong kiếm này hình như truyền đến một ý thức bình thường, ý thức mơ hồ, hình như là muốn để mình lựa chọn. Ý thức mơ hồ này khiến mình không thể nào phân biệt, phải thử một chút mới được. Không hay, thừa ảnh kiếm đang khống chế mình, không nghe theo sai khiến của mình nữa. Thừa ảnh kiếm là một thanh đạo kiếm, chỉ có người vào bỉ ngạn mới hoàn toàn khống chế được nó. Nếu như ngươi muốn sử dụng thừa ảnh kiếm thì cần phải lĩnh ngộ chọn bộ chân lý nhất niệm thiện ác, bằng không sẽ bị đạo kiếm khống chế và trở thành kiếm nô của thừa ảnh kiếm. Có điều không biết thiên phú lợi hại, nhường nó có giúp ngươi thoát khỏi thừa ảnh kiếm hay không? Đừng làm ta thất vọng, nếu như ngươi thật sự có thể thuần phục thừa ảnh kiếm với cảnh giới chân thần cấp thấp ấy, thì viên thừa đạo ta nhất định là sẽ theo ngươi suốt đời. Thừa ảnh kiếm đã cùng não viên ta vượt qua những cuộc chinh chiến khắp thế giới mẹ trong vô số năm trời, đồng thời thấm nhuần chân lý nhất niệm thiện ác nên đã hóa ra ý thức của mình từ sớm. Muốn trở thành chủ nhân của thừa ảnh kiếm thì nhất định là phải được nó thừa nhận. Muốn lấy được truyền thừa của có hai cách, một là lĩnh ngộ chân lý nhất niệm thiện ác hoàn chỉnh, còn một cách nữa là dùng loại chân lý đạo khác để xóa sạch dấu ấn của thừa ảnh kiếm. Thế nhưng việc này đòi hỏi năng lực của người cầm kiếm phải cao hơn, ngoài cường giả bỉ ngạn ra thì không ai có thể làm được. Người của bây giờ e rằng khó mà thực hiện được cách thứ hai này, để ta xem thử ngươi làm thế nào ứng phó. Trong kiếm này có một loại linh hồn rất mạnh đã trói buộc linh hồn của mình, mình không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể và liên hệ với ngoại giới cũng đã biến mất. Đây rốt cuộc là sao? Có thứ gì đó lại gần mình. Ây, đau quá, linh hồn dường như là bị phá nát rồi. Là thứ gì? Kiếm. Là kiếm hình dạng linh hồn. Đạo linh hồn này mạnh thật. Nếu tiếp tục như vậy, linh hồn của mình sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng sẽ bị kiếm hồn này cắn nuốt. Mình nhất định là phải tìm được bản tướng của linh hồn này. Thì ra, đây là linh hồn của thừa ảnh kiếm. Liều mạng với nó thôi. Lại đến nữa rồi. Xem ra tên này khá là phiền phức. Không ngờ, mẹ lại đích thân muốn thanh kiếm này. Lại khiến bản thân rơi vào họa sát sinh. Mặc dù mình vẫn luôn dùng trong kiếm pháp ở thần đạo trảm tinh, nhưng căn bản của thần đạo trảm tinh không ngỏ linh hồn. Nhưng nếu không phá cục sẽ nguy hiểm, liều thôi. Kiếm xuất vô ngã. Kiếm hồn của kiếm thừa ảnh này rốt cuộc cũng chỉ là một thể linh hồn, không những tiêu hao, cuối cùng cũng bắt được nó. Hai canh giờ sau, kỳ lạ, sao lại không có chút động tĩnh nào vậy? Theo lý mà nói, chúng lại linh hồn không giống như là chiến đấu kéo dài lâu như vậy. Trong chốc nhất định là sẽ chiến. Na Trinh đang làm gì vậy? Bỏ đi, vẫn nên ngăn hắn lại thôi. Nếu như Na Trinh thật sự rơi vào kiếm hồn của kiếm thừa ảnh, có ra tay cũng sẽ muộn. Ta đã đột phá đến sức mạnh của linh hồn, đang hướng về Kaka. Ai phóng sóng linh hồn ra vậy? Còn mạnh hơn là cả thánh nhân, cho dù có lòng muốn ngăn chặn cũng chưa chắc là ngăn lại được. Trước tiên đừng vội, ta không cảm nhận được sự thù địch từ linh hồn này. Bên Kaka tu luyện sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?
Lão Viên là người. Xin lỗi, ta chỉ là phát giác mật thất có linh hồn xông vào, bản năng chỉ là muốn công kích mà thôi, không ngờ lại là người. Ngươi thuần phục thừa ảnh kiếm rồi hả? Ừm. Làm cách nào vậy? Kiếm hồn đó không ngừng tấn công trong đầu ta, sau đó nó bị ta chém nát rồi dung hợp lại với linh hồn của ta luôn. Chỉ đơn giản vậy thôi à? Chỉ đơn giản vậy thôi. Đơn giản chỗ nào? Kiếm hồn của thanh kiếm này giống như là đồ điên vậy. Không ngừng công kích ta, ta không ngừng thôi động sức mạnh của linh hồn. Nếu không, không biết là bản thân làm thế nào để vượt qua được. May mà đến cuối cùng hóa thành mảnh vỡ của linh hồn, dung nhập vào trong linh hồn của ta, ta mới thoát ra ngoài được. Tốt, tốt lắm. Thế thì ta yên tâm rồi. Kaka, không sao chứ? Rốt cuộc ban nãy là đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện ngài ý muốn xảy ra trong lúc tu luyện, nhưng cũng đã giải quyết rồi. Hình như hơi thở tỏa ra từ thanh kiếm này rất giống với chân lý nhất niệm thiện ác, không giống như là vật của thân vương. Chủ nhân của linh hồn kia đã ban tặng kiếm này cho ta. Kiếm của cường giả bí ngạn cảnh. Ừm. Sau khi dung hợp với kiếm hồn, bây giờ mình đã thông thạo vài loại thần thông ở trong thừa ảnh kiếm này, chẳng qua vẫn còn ở trong nhược mộc, chịu ảnh hưởng bởi chân lý nhất niệm thiện ác nên không thể nào phát huy ra được. Đợi đến khi mình rời khỏi đây, mình sẽ thử uy lực của nó. Bây giờ mình đã lấy được truyền thừa rồi, lại thay đổi được phương hướng của thần vực, tạm thời không có gì lo lắng. Cũng không biết là sau khi Đông Phương gia thất bại tại đạo tranh, động tác tiếp theo sẽ là gì đây. Núi giới luật. Dựa theo quy tắc thứ 9, thứ 93 ở trên bảng đá thống trị Mục Hải Cực, cần tự kiểm điểm lại hành vi ít nhất là 3 kỷ nguyên thần. Nhưng mà đợi đến lúc đó, thần vực sớm đã phân thắng thua rồi. Đến lúc phải thay đổi quy tắc khiến Mục Hải Cực sớm quay lại, giúp mình một tay rồi. Bảng đá thống ngự. Ra tay công kích các thánh nhân, vũ trụ khác cần phải bị nhốt 3 kỷ nguyên thần. Quy tắc đã định là do ta viết ra, các người dựa vào cái gì mà muốn đấu với ta? Hừm. Có hiệu quả rồi. Thần quân huynh, đây nè. Ta đã thay đổi quy tắc ở trên bản đá thống ngự rồi. Cái gì? Thần quân huynh, tại sao vì ta mà tốn sức như vậy? Chấn động của thần vực của khoảng thời gian trước đây, ngươi cũng nhận được rồi đúng không? Bây giờ xem ra thần vực không thể nào bị rơi xuống, chỉ đành để chúng ta phải ra tay. Ngươi yên tâm, cho dù thần vực bị rơi xuống, chúng ta cũng có thể thay đổi quy tắc của bảng đá, đem tộc nhân vào trong vũ trụ, sau đó đem tất cả vũ trụ từ trong thần vực cướp đi về thế giới mẹ. Bây giờ cần ta phải làm gì? Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nắm giữ ma vực thâm nguyên. Sức mạnh ở trong ma vực thâm nguyên đủ để hủy diệt thần vực. Nắm giữ ma vực thâm nguyên quá khó, ở đó hội tụ tín ngưỡng ác hội. Ở thần vực ở trong vô số năm, chúng ta có thể làm được không? Vậy Hiên Viên Vệ có giúp chúng ta hay không? Bây giờ thời gian đã không còn nhiều, cho dù chúng ta không hành động, La Gia và Lạc Gia Thủy sớm muộn gì cũng sẽ hành động. Ơi, thần quân huynh, cho dù là thiên phú hay là tâm cơ, thực lực đều là tồn tại hàng đầu ở trong thần vực, nhưng tại sao không qua được cửa tình này? Nữ nhân của Lê tộc kia rõ ràng sớm đã sinh con đẻ cái với La Tiêu, tại sao vẫn không thể quên cô ta? Bỏ đi, dù sao thần quân huynh cũng không bao giờ nuốt lời với chúng ta. Chúng ta cũng có lập trường với hắn. Còn về La Gia và tiểu tử La Trinh kia là cùng kẻ địch với chúng ta. Bây giờ chúng ta phải đi về hướng ma vực thâm nguyên hay sao? Không phải bây giờ,
Muốn tấn công ma vực thâm nguyên, cần có nhiều người, cũng cần phải trải qua chiến đấu thực tế. Ngươi về mục gia trước đi, tìm được người thích hợp, để bọn họ tiếp nhận thí luyện, đợi thời cơ thích hợp. Thần quân huynh đã nói như vậy, là sớm đã có sắp xếp kế hoạch rồi đúng không? Không sai. Ta đã để Đông Phương Thái Thành dẫn đầu đại viên mãn đi đến rừng Lang Tuyển. Một là có thể cho bọn họ trước khi tấn công ma vực thâm huyền có sự chuẩn bị trước. Hai là nếu như thật sự đánh vào rừng Lang Tuyển cũng có thể làm yếu kẻ địch của chúng ta. Rừng Lang Tuyển, duy trì trận hình, phải đánh chết bọn nó trước khi lôn ra quả cầu lửa kia. Uy lực của quả cầu lửa kia ngang bằng với thần đạo sổ hỏa của đại viên mãn. Cẩn thận cái đuôi của nó có độc. Người nào có điều kiện cứu viện, giải độc cho các huynh đệ bị trúng độc. Cẩn thận. Thần đạo huyền nổi, hủy diệt lôi mình. Nguy hiểm thật. Nhưng mà chỉ nào đối phó với chim lang tuyền cũng rất khó. Phía sau còn có tam đại thánh thú. Dựa theo Thái Thanh huynh đã nói, muốn khống chế được rừng Lang Tuyền, nhất định là phải giết chết tứ đại thánh thú của rừng Lang Tuyền này và lấy được chí bảo của bọn nó. Sau khi đến trung tâm của rừng Lang Tuyền và mở truyền thừa ra, lấy được chiếc nhẫn vạn thú, cũng xem như là nắm giữ thật sự được nơi này. Chú ý, có người qua đây, là hai đệ tử của Cố Bắc. Sao con rối lại đến đây vào lúc này? Yo, đây không phải là các vị của Đông Phương gia hay sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Thì ra hai vị này chính là hai vị sư huynh của La Trình, Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong. Không hay rồi, con chim lang tuyền này lập tức tích đủ linh khí. Nếu lôn ra thôn Thiên Diệm Cầu, hậu quả không lường trước được, mọi người khó tránh khỏi cái chết. Bây giờ là lúc mấu chốt, ta phải áp chế con chim lang tuyền này. Đông Phương Dĩnh, đem người giữ chân hai tên huynh đệ được Kim Thúc Thần Hoàn. Các ngươi chỉ có hai người, nếu biết điều thì ngoan ngoãn rời đi đi. Chúng ta chỉ đối phó với chim lang tuyền, mọi người có thể nước sông không phạm nước giếng. Các ngươi đến địa bàn của bọn ta còn mặt dày nói với nước sông không phạm nước giếng hay sao? Lại còn đem theo tiểu tử thần cấp cao, bắt đầu từ ngươi nhé. Yo, thân thủ không tệ, lại lẽ được một kích của ta. Và để bọn họ biết mình ở phe của Na Trình, nếu không hoàn cảnh của mình cũng hơi phức tạp. Hừ. Thần đạo sổ hỏa, diệt. Có rồi, Tịnh Vô Huyễn, hai năm nay có lẽ đã ở tiên phủ với Na Trình, mà mình đã từng dạy Na Trình kiếm pháp sơ thủy, không biết bọn họ có phát hiện hay không. Kiếm pháp sơ thủy, mình thấy Na Trinh đã luyện qua loại kiếm pháp này. Hắn nói truyền thừa của Sivu cũng là huynh đệ tốt nhất dạy cho hắn. Nói như vậy, đây chính là đạo tử ở trong vũ trụ, không ngờ lại ẩn nấp ở trong Đông Phương gia. Đạo tử thối, xem thường ta sao? Lại rảnh rỗ giúp người khác, đi đi. Ngự Thần Phong này quả nhiên là giống như trong truyền thuyết, không nhìn ra thân phận của mình. Không biết là sư huynh của hắn có thể phát giác ra được hay không. Bây giờ vẫn nên nghĩ cách ứng phó với con rối này trước đã. Kiếm pháp huyền nì. Con rối của ta, đây là con rối mà ta làm mấy tháng đấy. Ngươi lại dám phá hư con rối của ta, ta điều với ngươi. Không hay, sư đệ ngốc của mình động tay thật rồi, phải ngăn hắn lại. Nếu như tùy ý ngăn chặn, có thể để lộ ra thân phận của mình. Thế thì ra tay trước đi. Không ngờ Đông Phương gia các ngươi còn có chân thần cấp cao tinh diệu như thế này. Nhưng cũng vô dụng, trước tiên cứ kéo khoảng cách của họ ra trước đã. Như thế thì mới có cơ hội giải thích với sư đệ ngu xuẩn của người. Xem ra là Tịnh Vô Huyễn đã nhìn ra thân phận của mình rồi. Sư huynh, tại sao lại ra tay giúp ta? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta không đánh lại chân thần cấp cao hay sao?
ngu xuẩn, người này là bằng hữu của sự của tiểu sư đệ. Kiếm pháp vừa nãy nghĩa nào ngươi còn không nhìn ra hay sao? Bây giờ hắn đang ẩn trốn ở Đông Phương gia, ngươi đừng ra tay nặng quá, nếu không sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hả? Nhưng mà hắn đã làm hư con rối của ta, hắn chẳng qua chỉ là dùng thuật huyền nôi để giở thủ đoạn mà thôi, cướp đoạt lấy quyền khống chế của con rối, nát nữa sẽ hồi phục ngay thôi. Thì ra là như vậy, vậy chúng ta hai người các ngươi đại viên mãn đối phó với chân thần cấp cao, ức hiếp người quá đáng. Tạm thời áp chế chim lang tuyền, đến lúc đó đuổi con chuột đi rồi. Canh kim diệt kiếp thủ, tuyến ấn sát, thần đạo sổ hỏa, hỏa long quyền. Ơi, người không thiêu cháy được ta đâu. Thiên kiếm, hai huynh đệ giao cho Thái Thanh đại nhân, ngươi và ta cùng nhau đem phân thân của chim lang tuyền đi xử lý một chút. Được. Tình hình không ổn lắm, tiếp tục như vậy, sau khi tiêu diệt tất cả chân thần, tất cả mọi người sẽ đều tập trung đối phó với huynh đệ của Cố gia. Bọn họ mặc dù thực lực mạnh, nhưng mà số người vẫn là bị lép vế. Ủa? Dưới lòng đất có một hơi thở kỳ lạ truyền tới. Thiên thú long tường trận. Đây, đây là thú trận của thần đạo tử. Huyền thú lại ngang bằng với thực lực của hung thú được lặn ra. Xin lỗi, ta đến muộn rồi. Kiểu gì? Là hàm kiểu gì? Sao cô ta lại ở đây? Là mình đã sơ ý rồi. Còn tưởng là hàm kiểu gì sau khi giải tán điện tử hồn sẽ vội vàng triệu tập đệ tử cũ, nhanh chóng xưng thánh và lập ra đảo lối khác. Không ngờ lại ở tiên phủ của Cố Bắc trong thời gian dài như vậy. Tập trung tinh thần đánh chết huyễn thú, phá trận. Rõ. Trận pháp này mặc dù không chí mạng, nhưng nếu tiếp tục như vậy, rất khó khả năng hai bên sẽ bị thương. Cuối cùng ai cũng không lấy được chí bảo của chim lang tuyền. Thái Thanh tiền bối, nếu tiếp tục như vậy thì tình hình sẽ không ổn đâu. Các huynh đệ kiên trì không được bao lâu, rừng lang tuyền cũng sẽ thoát khỏi khó khăn. Có Á Thánh ở đây, lần này xem ra không thể nào lấy được chí bảo của chim lang tuyền rồi. Hắn nói thế nào với Thánh Hoàng đây? Thánh Hoàng vốn dĩ là muốn để con cháu ở trong tộc rèn luyện nhiều hơn, mới để chúng ta đến khu rừng lang tuyền này. Nếu như tổn thất quá là nghiêm trọng thì không thể nào ăn nói hết. Cứ về báo cáo trước đi. Canh kim diệt kiếp thú. Rút, rõ. Vẫn là kiểu gì lợi hại, sớm đã đến rồi, tại sao bây giờ mới chịu ra tay? Đó là vì ta muốn lợi dụng đám người của Đông Phương gia xử lý chim lang tuyền giúp chúng ta. Bây giờ bọn họ đem phân thần đánh cũng gần hết rồi, cấm cố của bản thể vẫn chưa giải trừ. Tiếp theo, chỉ cần không tiến hóa lần nữa, đối phó có lẽ là sẽ dễ hơn nhiều. Tiếp theo chỉ cần không tiến hóa lần nữa, đối phó có lẽ là sẽ dễ hơn rất nhiều. Thế thì rất đúng lúc, chúng ta nhanh chóng bắt lấy chí bảo chim lang tuyền, nói không chừng còn có thể chúc mừng cho tiểu sư đệ trước khi quay về. Ra tay đi. Khoảng thời gian này, cảm ơn hai vị tiền bối đã chiếu cố, ta cũng xin cáo từ trước. Kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Cần ta giúp gì không? Không cần làm phiền tiền bối nữa, ta về tiên phủ trước nữa. Sau khi sắp xếp cho Yên Nhi ổn thỏa, sẽ đi tìm mẹ, đem muội ấy về tiên phủ. Sau đó sẽ thương lượng kế hoạch bước tiếp theo với mẹ. Được, thế thì bảo trọng, trách nhiệm của thần vực giao lại cho ngươi rồi. Các vị tiền bối, tạm biệt. Tiếp theo, xem thử ngươi có trở thành hy vọng của Lê Dân hay không.